chương 4440, trưởng thành nhanh, đường đường thiên kiêu thánh địa lại kêu cứu, quá buồn cười, nhưng đây là biện pháp duy nhất Bạch Văn Hiên có thể làm, vạn nhất có người nào ở gần đây, nói không chừng có thể cứu hắn một mạng, hơn nữa, cho dù kinh động âm hồn nơi đây cũng tốt, thừa dịp loạn thì hắn mới có thể đào thoát. Lang Hàn không giận không vui, hắn lao tới, hắn đã đuổi kịp Bạch Văn Hiên, hai đấm oanh thích như mưa. Hắn vốn muốn ít xuất hiện, sau đó hợp tu bảo thuật với Trì Mộng Hàm, sau đó sẽ dẹp đường quay về, từ đó về sau vĩnh viễn không còn người nào tên Đinh Nhất, hơn nữa không có chút quan hệ nào với hắn. Nhưng Bạch Văn Hiên nhất định chọc hắn, thậm chí muốn đánh chết hắn. Việc này không có gì để nói nhiều, kẻ muốn giết ta, người đi chết trước đi. Bạch Văn Hiên đau khổ ngăn cản, trong lòng hắn sợ hãi, bởi vì Lăng Hàn không dùng tới năng lượng hủy diệt đã làm hắn gặp áp lực to lớn. Hiu hiu hiu, đúng lúc này có bảy âm hồn xuất hiện, chúng nhìn thấy Lăng Hàn cùng Bạch Văn Hiên giống như cá mập người thấy máu tươi, bọn chúng hưng phấn phát sáng đối với đám người lăng hàn âm hồn có thể bổ dưỡng linh hồn của bọn họ nhưng trái lại cũng giống vậy dương hồn là thuốc bổ của âm hồn không dừng lại chúng lao tới phía trước nhưng mà âm hồn có thực lực quá thấp không phải Trúc cơ thì chính là chú đỉnh không có một sinh đan nào lăng hàn lại vận chuyển năng lượng hủy diệt hắn không muốn kéo dài nữa oanh hắn vung vẩy hai đấm chỉ thấy bảy âm hồn xông tới ngã xuống mà dư lực không tiêu cũng đánh vào nắm tay của bạch văn hiên năng lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi bàn tay phải biến mất và dọc theo cánh tay hủy diệt toàn bộ cánh tay phải bạch văn hiên kêu thảm thiết nhưng thân thể lắc mạnh một cái cánh tay phải khôi phục như ban đầu nhưng có thể nhìn thấy thân thể của hắn tối đi rất nhiều không phải thánh nhân cũng có thể trùng sinh tứ chi đương nhiên không thể nhưng bạch văn hiên bây giờ cũng không phải nhục thân mà chỉ là một đoàn linh hồn đương nhiên muốn biến hóa thế nào cũng được tổn thất linh hồn chính là tổn thất cho nên hồn thể của hắn tối lại thậm chí nhỏ hơn một chút lang hàn sinh ra cảm giác quen thuộc có năng lượng bị hắn hấp thu từ đó linh hồn của hắn mạnh hơn một chút ở trong đó có công lao của bảy con âm hồn cũng có một bộ phận đến từ bạch văn hiên hắn bị diệt một cánh tay kỳ thật chính là bộ phận hồn thể bị thiếu bạch văn hiên không dám nói nhảm hắn lập tức chạy trốn vừa mới giao phong với năng lượng hủy diệt hắn cảm nhận được năng lượng kia cực kỳ đáng sợ hoàn toàn không địch lại không có nhục thân bảo vệ linh hồn trở nên yếu đuối khi đối mặt với năng lượng tầng thứ cao chờ rời khỏi nơi này và trở lại nhục thân, nhìn hắn thu thập Lăng Hàn thế nào. Đến lúc đó, ưu thế về cảnh giới của hắn sẽ hiển thị rõ, dù sao Lăng Hàn cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chờ xem, hắn nhất định sẽ báo thù, ngươi không có cơ hội như vậy." Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, sát khí xung kích đánh tới, Bạch Văn Hiên nhất định phải trốn tránh và bị hắn đuổi kịp. Lăng Hàn xuất ra một quyền, năng lượng hủy diệt bộc phát, năng lượng hủy diệt có tác dụng khắc chế linh hồn quá lớn. Không, Bạch Văn Hiên gầm lên, hắn là truyền nhân thánh địa, là nhân vật cấp bậc đạo tử, tương lai hắn có khả năng kế thừa đạo thống thánh địa, có thể tay cầm thánh khí quan sát tinh không. Hơn nữa, cảnh giới của hắn còn trên lăng hàn, hắn không cam lòng khi bị giết như vậy. Lăng Hàn không nói gì, trong mắt hắn Bạch Văn Hiên đã là một người chết, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Rầm rầm rầm, bị hắn đánh như thế, Bạch Văn Hiên không ngừng địa thiếu tay và chân, hồn thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tối. Không, không không bạch văn hiên kêu thảm thiết hắn tử vong kết quả nhanh chóng biến thành sự thật hồn thể của hắn biến mất hoàn toàn và hóa thành năng lượng thiên địa thuần túy có một chút lại bị lăng hàn hấp thu lớn mạnh linh hồn của hắn giết người cũng có thể mạnh hơn nghĩ lại quá khủng bố nếu như điều kiện cho phép ta có thể tu hành linh hồn đến cấp bậc tôn giả thậm chí thánh cấp thế gian không có chuyện không làm mà hưởng tăng lên nhanh như thế sẽ có tệ nạn ta không thể lòng tham không đáy mỗi lần tăng lên mức độ nhất định Ta phải quan sát linh hồn có tai họa ngầm hay không?" Lăng Hàn nói thầm, phương pháp mạnh lên quá nhanh sẽ làm người ta mê muội, quá đơn giản, chỉ cần giết chóc là được rồi. Đương nhiên hắn không dừng lại, tạm thời còn không có nhìn thấy tệ nạn, hắn không bỏ qua phương pháp mê người như thế. Bạch Văn Hiên đã biến mất hoàn toàn, hồn về thiên địa, cho dù nhục thân hắn không tổn thương nhưng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên phía trước săn giết âm hồn, lại đi một đoạn đường Hắn phát hiện có một đoàn âm hồn kết thành đội và đi về một hướng, mặc dù đội ngũ này không tính là chỉnh tề, nhưng lít nha lít nhít, Lăng Hàn rung động nhìn sang nơi đó. Có chuyện gì? Mặc dù Lăng Hàn đã gặp qua không ít âm hồn, nhưng âm hồn như cô hồn dã quỷ, chúng chỉ du đãng ở khu vực nhất định, nhưng bây giờ đã khác biệt, chúng kết thành quân đội giống như đang lên sa trường. Thật nhiều âm hồn, đôi mắt Lăng Hàn phát sáng, nếu như nơi này có những người khác sẽ phát hiện Lăng Hàn như thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như dê vào bầy hổ hắn dùng tư thế yếu ớt xông vào đại quân âm hồn nhưng sau đó lăng hàn bạo phát hắn vung hai đấm mang theo năng lượng hủy diệt từng đám âm hồn ngã xuống như thu hoạch lúa âm hồn không có linh trí mặc dù âm hồn gần đó vô cùng e ngại năng lượng hủy diệt âm hồn phương xa lại cảm thấy có dương hồn ngọt ngào nên xông tới như ruồi bu mật cho nên lăng hàn không cần đuổi theo chỉ cần đứng tại chỗ vung vẩy hai tay là đủ tự nhiên có rất nhiều âm hồn đưa tới cho hắn giết mỗi khi giết một âm hồn linh hồn của hắn sẽ mạnh hơn một tia, tốc độ chém giết của hắn quá nhanh, tốc độ cường đại linh hồn nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối còn kinh khủng hơn việc ăn thiên tài địa bảo. Chiến đấu thật lâu, cuối cùng Lăng Hàn lo lắng có tai hạn nên giết ra khỏi vòng vây, hắn lao về phương xa. Âm hồn đang đuổi theo, sau khi đuổi theo một lúc âm hồn dừng lại, sau đó chúng theo đường cũ quay trở về. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu loại trừ tạp chất. Hắn chỉ chiến đấu trong nửa ngày nhưng giết quá nhiều âm hồn linh hồn của hắn đầy tạp chất, hắn có cảm giác lạc mất chính mình, muốn tiếp tục chiến đấu mạnh hơn. Thật đáng sợ, Lăng Hàn bỏ ra thời gian 4 ngày mới loại trừ tạp chất, linh hồn đã tinh khiết như cũ. Tốt, lại đi, chương 4441, âm hồn có linh trí. Lăng Hàn lại về tới vị trí cũ, chỉ thấy đại quân âm hồn không có nửa điểm biến hóa, vẫn mở mịt, vô cùng vô tận, trung thống nhất tiến lên cùng một hướng, cảnh tượng hùng vĩ không gì sánh được. Lại đến, Lăng Hàn giết ra ngoài, Hắn khai chiến lần nữa, hiện tại hắn tăng hiệu suất chém giết lên rất cao, gần nửa ngày sau, âm hồn không còn tới một nửa, có một đoạn trống không rất lớn, trước mặt hắn là số âm hồn rất lớn, sau lưng lại không có gì. Giết giết giết, lang Hàn thét dài không dứt, hắn vung nắm đấm giết vào trong âm hồn, quá đơn giản. Không có biện pháp, âm hồn nơi này cơ bản đều là trúc cơ, chú đỉnh làm chủ, cấp bậc sinh đan ít đến thương cảm, chúng không phải đối thủ của hắn huống chi hắn còn có năng lượng hủy diệt, giết âm hồn quá đơn giản. Hả, đột nhiên Lăng Hàn rung động, bởi vì hắn cảm ứng được phía sau có một âm hồn đang lao tới. Đây là việc phi thường không thể tưởng tượng nổi, tất cả âm hồn đều tiến lên phía trước nhưng lại có một âm hồn đi ngược lại con đường cũ, việc này rất cổ quái. Hơn nữa âm hồn này vô cùng cường đại, băng lãnh, rét lạnh. Lăng Hàn không cần quay đầu, hắn hiện tại là linh hồn thể, hai mắt chỉ là mô phỏng ra, Toàn bộ thân thể đều có sức cảm ứng, đều là con mắt. Hắn nhìn thấy phía sau có một âm hồn chạy tới, nó có hình dạng người, nhưng trên đầu mọc ra sừng thú to lớn, thân thể cường tráng không gì sánh được, chỉ ít cũng cao khoảng 3 trượng, trên người có tiền sợi xiềng xích. A, à, ta nói tại sao hồn thể đứt gãy lớn như thế, thì ra có dương hồn đang cướp hồn. Giọng nói của âm hồn to lớn truyền tới, lang Hàn kinh ngạc, con âm hồn này biết nói chuyện. Mở ra linh trí, vì sao? lang Hàn xoay người lại, hắn nhìn âm hồn to lớn kia tay phải tùy ý đánh một kích, bành năng lượng hủy diệt sôi trào từng đống âm hồn to lớn ngã xuống nhìn thấy cảnh này còn âm hồn to lớn kia sợ hãi lực sát thương thật đáng sợ dương hồn người tới từ đâu nó hỏi lang hàn cười nhạt một tiếng âm hồn người tới từ đâu lớn mật âm hồn to lớn giống lên một tiếng linh hồn sung kích làm đám âm hồn chung quanh lung lay sắp đổ nó phi thường bá đạo giơ tay lên Xoát, một đạo xích sắt đánh thẳng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vươn tay bắt lấy xiềng xích, thiên đạo hỏa bao phủ bảo vệ bàn tay của hắn. Ba, hắn bắt lấy xích sắt, sau đó kéo một cái, xiềng xích bị kéo căng. Hắn cũng phải kinh ngạc, bởi vì xích sắt cũng không phải là hồn lực huyễn hóa, mà là tài liệu chân chính, độ cứng của nó không kém gì tiên kim của dương gian, còn có cảm giác lạnh lẽo khó hình dung. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo tập kích thân thể của hắn, dường như muốn đông cứng linh hồn của hắn trong nháy mắt. Ha ha ha, dương hồn, người đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Âm hồn to lớn cười nói, đây chính là xích sắt dùng u hàn thiết luyện thành, nó hiệu quả khắc chế âm hồn rất mạnh, nhất là dương hồn, lực phá hoại càng lớn hơn. Lăng hàn thiêu đốt thiên đạo hỏa chống cự cảm giác lạnh lẽo kia. Hắn cười nhạt một tiếng, ta rất hiếu kỳ, người làm sao sinh ra trí tuệ. Đến đây, bị ta thôn phệ, người sẽ biết được tất cả bí mật. Âm hồn to lớn không che giấu vẻ mặt tham lam của mình, giống như những âm hồn bình thường muốn nuốt hắn âm hồn to lớn chỉ có lý trí cao hơn mà thôi trí thông minh là thứ tốt âm hồn to lớn kéo xích sắt nó lại kinh ngạc bởi vì bên kia truyền đến kháng lực cường đại nó không cách nào kéo đi tại sao lại như thế dương hồn sẽ bị u hàn thiết khắc chế rất thảm tại sao dương hồn này còn khí lực ngươi nên tới đây đi lăng hàn dùng lực kéo xích sắt một cái ngay sau đó âm hồn to lớn lao tới gần lăng hàn tại sao có thể âm hồn to lớn nói thầm sau đó nó hét lớn một tiếng, mấy sợi xích sắt khác trên người nó đánh thẳng vào Lăng Hàn. Bang, 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 Lăng Hàn dùng bàn tay khác ngăn cản, hắn xuất quyền đánh bật xích sắt trở về. Âm hồn to lớn kinh hãi, tại sao dương hồn kia biến thái như thế? Nó vội vàng ném sạch xích sắt trên người xuống, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đã tới rồi, tại sao lại đi vội như thế? Lăng Hàn cười nói, hắn vung xích sắt về phía âm hồn to lớn. Được lực lượng của hắn rót vào, tốc độ xích sắt cực nhanh, nhanh chóng đuổi kịp và tấn công âm hồn to lớn. Nhưng âm hồn to lớn không bị ảnh hưởng, nó bỏ chạy thật nhanh. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vừa đuổi theo vừa thu xích sắt. Thì ra trên xích sắt có bôi một thứ gì đó đặc thù ngăn cản cái lạnh của U Hàn Thiết, từ đó không gây ra sát thương với âm hồn. Khó trách âm hồn to lớn quấn xích sắt trên người, Lăng Hàn đảo ngược xích sắt, sau đó hắn quất mạnh. Ba, hắn quát chúng một cái, âm hồn to lớn gào thét thảm thiết, nó là âm hồn, đồng dạng cũng bị u hàn thiết khắc chế nó lảo đảo suýt ngã lang hàn đã lao tới xích sắt chói chặt lấy âm hồn âm hồn to lớn kêu la thảm thiết hắn kéo âm hồn to lớn rời khỏi đại quân âm hồn dự định thẩm vấn thật tốt nói ngươi là ai lang hàn hỏi âm hồn to lớn nói dương hồn ngươi không nên đắc ý dám xông vào âm phủ tây mạc vương biết nhất định sẽ bắt được ngươi từ đó ăn tươi ngươi ngay lập tức đúng là mạnh miệng lang hàn đưa tay phải ra oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào. Âm hồn to lớn vô cùng sợ hãi, loại này năng lượng tầng thứ cao này khắc chế nó về bản chất, cho nên nó cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Đầu tiên nói ra tên của mình, Lăng Hàn nói, âm hồn to lớn sợ hãi nói, ta tên là Đột Sâm, cái tên quỷ quái gì thế này? Lăng Hàn nhìn chằm chằm âm hồn to lớn, có phải nó cố ý tạo cái tên giả lừa mình hay không? Nhưng chuyện này không quan trọng, tên chỉ là cách gọi mà thôi. Người mở linh trí như thế nào? lăng hàn lại hỏi âm hồn to lớn lộ ra vẻ mờ mịt nói ta vốn có được linh trí tại sao lại mở ra lăng hàn cười lạnh tay phải của hắn ấn xuống a à, âm hồn to lớn kêu thảm thiết năng lượng hủy diệt vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã hủy đi một nửa linh hồn của nó linh hồn không phải nhục thân thiếu đi một góc cũng không có gì bọn chúng chỉ suy yếu mà thôi hiện tại mất đi một nửa hồn thể thực lực của nó sẽ giảm xuống rất lớn ngươi không có cơ hội nếu không nói thật ta sẽ giết ngươi. Lăng Hàn nói, ta tin tưởng chỉ cần đi theo đại quân âm hồn kia, ta cũng có thể phát hiện chân tướng. Âm hồn to lớn sợ hãi nói, ta có thể sinh ra linh trí là vì bản thể không ngừng thông qua thôn vệ âm hồn khác, sau khi cường đại đến trình độ nhất định sẽ mở linh trí. chương 4442, U Linh Hồn Tinh Lời này nghe rất có đạo lý, nhưng Lăng Hàn nhìn những âm hồn đang di động ở phương xa, hắn lại lắc đầu, nói, vì sao những âm hồn này không thôn vệ lẫn nhau, cái này, ta cũng không biết, âm hồn to lớn nói, lăng hàn cười ha ha một tiếng, trí nhớ của ta không có kém như vậy, trước đó ngươi vừa xuất hiện có nói tại sao âm hồn ở nơi này ít, thì ra là ta cướp âm hồn. Cho nên, ngươi đang cố ý dẫn dắt những âm hồn này đi nơi nào đó. Âm hồn to lớn trợn mắt há hốc mồm, tại sao dương hồn này thông minh như thế? Ngươi cho rằng ta vừa có linh trí giống như ngươi hay sao? lăng hàn nói ra trí thông minh giữa hai bên không cùng cấp bậc âm hồn to lớn không phản bác được đừng quên ngươi chỉ có một cơ hội lăng hàn thản nhiên nói âm hồn to lớn do dự một chút mới nói phía trước có một mỏ u linh hồn tinh nhỏ thứ này có tác dụng dụ hoặc âm hồn cấp thấp ghê gớm cho nên chúng nó bị hấp dẫn và tiến hành tranh đoạt trong tranh đoạt như thế âm hồn sẽ thôn phệ lẫn nhau cuối cùng sẽ sinh ra linh trí lăng hàn gật đầu lúc này mới hợp tình lý nếu u linh hồn tinh hữu dụng như vậy vì cái gì ngươi không có cướp đoạt âm hồn to lớn lại do dự một chút mới nói đó là địa bàn của tạp chất lạp đại nhân dụng ý muốn âm hồn sinh ra linh trí trở thành thủ hạ của nó a à, tại sao lại có tạp chất lạp lang hàn hỏi tới 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 đừng hỏi một câu nói một câu người biết cái gì cứ nói hết ra đây ân bắt đầu từ sau khi ngươi sinh ra linh trí âm hồn to lớn nói lăng hàn nghe việc này không phức tạp vị trí của Lăng Hàn hiện tại là địa bàn của Tây Mạc Vương, mà Tây Mạc Vương tương đương với cường giả giáo chủ. Dưới Tây Mạc Vương có 7 âm hồn chân quân, đó chính là 7 đại tướng của nó, tự nhiên còn có âm hồn chân ngã cảnh, sinh đan cảnh, tất cả đều mở ra linh trí. Làm sao mở ra, rất đơn giản, thôn vệ lẫn nhau, thôn vệ tới trình độ nhất định sẽ sinh ra linh trí. Không chỉ như thế, chỉ cần không ngừng thôn vệ cùng dai, âm hồn sẽ tiếp tục mạnh hơn. Ví dụ như Tây Mạc Vương, nó bắt đầu từ chân ngã cảnh và thôn vệ không biết bao nhiêu vong hồn, rốt cục nó đã trở thành giáo chủ. vì cái gì nó bắt đầu từ chân ngã cảnh, bởi vì tây mạc vương khi còn sống chính là một tên cường giả, cho nên sau khi chết âm hồn cũng vô cùng mạnh mẽ, điểm xuất phát vượt qua rất nhiều âm hồn. sau khi đạt tới cấp giáo chủ, tây mạc vương lại thôn vệ âm hồn bình thường đã không có khả năng tăng lên, cho nên nó muốn trở nên càng mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể thôn vệ âm hồn cấp giáo chủ. nhưng cùng là cấp giáo chủ, ai mạnh ai yếu. Bởi vậy, những siêu cấp cường âm hồn kia cố gắng bồi dưỡng thủ hạ và thành lập một chi quân đội trợ giúp chính mình. Đương nhiên, nếu thủ hạ không ngừng mạnh lên, đột nhiên tấn giai, Tây Mạc Vương sẽ thôn vệ thủ hạ. Chỉ việc mở linh trí đã thôn vệ không biết bao nhiêu âm hồn, sau đó sẽ càng ngày càng khó khăn, muốn từ hóa linh cảnh bước vào tiểu thừa cảnh khó như lên trời, không biết cần mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một con. May mắn chính là, âm hồn không có thọ nguyên hạn chế, đại khái có thể chờ mãi như thế lăng hàn hít sâu một hơi mặc dù động tác này vô cùng dư thừa hắn đang ở trên địa bàn của âm hồn cấp giáo chủ nếu không cẩn thận gặp phải cường giả âm hồn như thế hắn không có cơ hội chạy thoát linh hồn không thể quay về nhục thân liền sẽ chậm rãi mục nát hắn không ngừng suy nghĩ và có quyết định phương thức lớn mạnh linh hồn như thế quá đơn giản quá dễ dàng làm cho hắn bị nghiện cho dù thế nào hắn cũng không bỏ qua cẩn thận một chút là được hắn đánh nát âm hồn to lớn trước mặt linh hồn của hắn lại mạnh hơn một đoạn là âm hồn sinh đan cảnh nên hiệu quả bổ dưỡng mạnh hơn các âm hồn trước. Lăng Hàn tiếp tục săn giết âm hồn, nhưng lần này hắn không có tiêu diệt sạch âm hồn tại một đoạn nào đó, mà là thả một nửa ra ngoài, ngược lại nơi này còn có rất nhiều âm hồn đang chờ. Sau khi giết một lúc, hắn sẽ dừng lại và tinh lọc linh hồn bản thân. Cứ như vậy, hắn mất một tháng sau, Lăng Hàn đã phát hiện linh hồn của mình đã cường đại đến cực hạn, giống như một túi nước đã tràn đầy, căng đến mức khó chịu. Linh hồn của hắn đã đạt đến sinh đan cảnh đỉnh phong. Sau khi giết vài con âm hồn, cường độ linh hồn của Lăng Hàn đã vượt qua ngưỡng cửa sinh đan cảnh, thẳng tiến chân ngã cảnh. Đương nhiên, chỉ là cường độ vượt qua sinh đan, cảnh giới của hắn vẫn là sinh đan. Lăng Hàn không có ý tiếp tục tiến lên, dựa vào đánh giết âm hồn ra tăng cường độ linh hồn mà không phải chính mình tu luyện được, làm như vậy không đáng tin cậy. Giống như sử dụng thiên tài địa bảo trực tiếp tăng tu vi, cho dù thành tựu cảnh giới cao thì có ý nghĩa gì, thực lực đánh nhau cùng cấp sẽ thấp đến mức đáng thương. Cho nên Lăng Hàn hiện tại chỉ tăng cường độ linh hồn, cảnh giới linh hồn không tăng, chờ sau khi quay về nhục thân, khi đó chờ nhục thân cùng tăng lên, khi đó mới có chiến lược cường đại. Nhưng sau khi linh hồn của hắn bước vào cấp bậc chân ngã cảnh, đánh giết âm hồn đã không thể tăng lên được nữa. Nếu như không có gặp âm hồn to lớn lúc trước, Lăng Hàn khẳng định sẽ không hiểu, hiện tại hắn hiểu, đây là một cái bình cảnh, về sau chỉ có thể đánh giết âm hồn chân ngã cảnh mới có thể tiếp tục gia tăng cường độ linh hồn. Việc này không nhanh được, bởi vì âm hồn chân ngã cảnh quá ít hơn nữa chúng đã mở linh trí muốn săn giết vô cùng khó khăn hơn nữa âm hồn cấp bậc này có khả năng là thủ hạ đắc lực của tây mạc vương nếu một âm hồn chết đi cũng gây ra động tĩnh không nhỏ cho nên hắn nhất định phải cẩn thận nhưng hắn có một lựa chọn khác đó là u linh hồn tinh thứ này hấp dẫn âm hồn chạy tới bởi vì nó có thể gia tăng thực lực âm hồn đó là nhu cầu bản năng của âm hồn u linh hồn tinh có thể tăng cường thực lực âm hồn như vậy nó cũng là thánh phẩm cho dương hồn lăng hàn quyết định đi trộm u linh hồn tinh hắn đi dọc theo con đường của âm hồn hắn đi suốt nửa ngày chỉ thấy đám âm hồn đã sao động bất an lăng hàn mơ hồ cảm ứng được hương thơm ngập trời làm toàn thân hắn dễ chịu đó chính là u linh hồn tinh hay sao lại tiến lên phía trước một đoạn hắn nhìn thấy âm hồn bắt đầu chém giết lẫn nhau một phương chiến thắng sẽ thôn phệ bên thất bại từ đó cường đại một mảng lớn cứ như vậy bên thắng sẽ mạnh hơn lăng hàn không tới quá gần hắn là dương hồn, đối với âm hồn mà nói, cám dỗ của dương hồn không kém hơn u linh hồn tinh, hắn thu hồi linh hồn ba động, trừ phi dùng mắt thường quan sát mới có thể phát hiện ra hắn. Từ cường độ linh hồn, thị lực của cấp bậc chân ngã chính là ngàn trường. Ân, lang hàn kinh ngạc, hắn nhìn sang bên cạnh, nơi đó âm hồn bạo động giống như đang nổi điên. chương 4443, ích kỷ, chuyện gì xảy ra, lang hàn nhìn sang, hắn nhìn thấy mấy tia sáng linh hồn ngập trời, hắn đứng ở xa vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dương hồn, khốn kiếp, là đám người mới tiến vào, hiển nhiên bọn họ đã nếm được ngon ngọt, đi theo âm hồn giết tới nơi này, tương đương với tiến vào bảo sơn, có thể lấy bảo vật thỏa thích. Nhưng vấn đề là, hiển nhiên bọn chúng không giống lăng hàn bắt được âm hồn có linh trí, biết được nơi này không chỉ có cơ duyên. Nơi này còn có âm hồn cấp giáo chủ đáng sợ không gì sánh được. Rêu rao như thế, chán sống hay sao? Bởi vì cách quá xa, mấy người kia lại bị âm hồn bao vây, hắn không nhìn thấy đó là ai. Hắc, nói không chừng việc này chính là cơ hội, cường độ linh hồn của Lăng Hàn hiện tại đã đạt tới chân ngã cảnh, lại thêm năng lượng hủy diệt khủng bố, có lẽ hắn có thể đấu với âm hồn cấp bậc hóa linh. Âm hồn cấp giáo chủ không xuất hiện, hắn không có nguy hiểm tính mạng. Vừa vặn, lợi dụng những người này hấp dẫn âm hồn chú ý, hắn lại thừa cơ xuất thủ xử lý. Lăng Hàn hạ quyết tâm, liền ngồi một bên và bình tĩnh chờ đợi ngược lại âm hồn cấp thấp không còn tác dụng với hắn, cứ mặc chúng chém giết sinh ra âm hồn mạnh hơn, khi đó hắn sẽ xử lý. Hơn nữa, U Linh Hồn Tinh sẽ không mọc chân bỏ chạy. Ha ha ha, không nghĩ tới nơi này còn có mấy cái dương hồn, thật là mỹ vị ngon miệng. Một tiếng cười dài vang lên, chỉ thấy một đầu đại quái xuất hiện, nó cũng là hình người nhưng toàn thân mọc ra gai nhọn màu xanh, chiều dài hơn thước, nhìn nó dữ tợn không gì sánh bằng. Đại quái vừa xuất hiện, những âm hồn nhỏ giống như gặp khắc tinh, chúng không ngừng lui về phía sau và kính sợ không gì sánh được. Mặc dù âm hồn bình thường chưa mở ra linh trí nhưng lại bị áp chế về bản chất, nhiều khi bản năng có lực ước thúc còn mạnh hơn cả linh trí, giống như hung thú cao cấp áp chế hung thú cấp thấp, tất cả đều đến từ đẳng cấp. Những âm hồn kia lui lại, Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, nơi đó có 5 người, từ dáng vẻ hiển hóa linh hồn, tất cả đều là nam nhân. A, à, lại có âm hồn mở ra linh trí, 5 người kia nhìn thấy đại quái cũng kinh ngạc không nhỏ. Không tốt, lực áp bách của âm hồn kia quá mạnh vô cùng có khả năng đạt tới chân ngã cảnh có một người nói ra vẻ mặt bốn người kia nghiêm túc mặc dù áp bách từ linh hồn nhỏ hơn rất nhiều dù sao cũng kém hơn một đại cảnh giới hơn nữa chân ngã cảnh bắt đầu tu linh hồn cho nên âm hồn chân ngã cảnh sẽ cường đại hơn bọn họ rất nhiều cạc cạc dương hồn các ngươi nói không sai con đại quái kia cười nói bản tọa chính là cấp bậc chân ngã cảnh hồn quang của các ngươi tối tăm như vậy các ngươi không chịu nổi một kích của bổn tọa nhưng các ngươi chính là dương hồn nhâm nhi thưởng thức mới ngon nó giết tới gần sau đó xuất trưởng cực mạnh mặc dù năm người kia như lâm đại địch nhưng cũng không có hoảng sợ dù sao bọn họ ở bên ngoài cũng là thiên tài kinh tài tuyệt diễm trong tinh vực làm sao có thể mất đi chấn định tối thiểu chứ âm hồn cũng chỉ là âm hồn mạnh hơn cũng có hạn một tên dương hồn nói ra hắn phất tay đánh ra một tia ánh sáng giống như ánh mặt trời xé rách màn đêm ánh sáng trói mắt không gì sánh kịp a à, đại quái kia lấy làm kinh hãi nó đưa tay đón đỡ và dập tắt tia sáng kia trên bàn tay của nó xuất hiện một làn khói nhẹ hồn thể suy yếu một tia đương nhiên đối với hồn thể khổng lồ của nó tổn thất một tia hồn lực như vậy không đáng quan tâm dương hồn đúng là khó chơi đại quái nói ra sau đó thân thể chấn động một sợi xiềng xích bay tới và quét ngang năm người kia đó là u hàn thiết năm người đều vận chuyển hồn thuật tấn công đại quái bọn họ đều là thiên tài đứng đầu nắm giữ hồn thuật cũng không có gì lạ hồn thuật có thể tăng chiến lược linh hồn trên diện rộng năm đại thiên tài liên thủ bộc phát uy lực kinh người nhưng đại quái lại là chân ngã cảnh hơn nữa không phải mới bước vào chân ngã cảnh nó đã thôn vệ rất nhiều âm hồn cùng giai cường độ hồn thể của nó đạt tới chân ngã cảnh hậu kỳ bởi vậy tranh lệch giữa hai bên rất lớn không phải hồn lực có thể bù đắp năm đại thiên tài liên thủ cũng không địch nổi bị đại quái giết chật vật không chịu nổi lang hàn muốn ra tay chỉ thấy năm người kia tan rã, có một người bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy hoàn toàn không quan tâm tới đồng bạn. Hắn lợi dụng bốn người khác ngăn cản đại quái, từ đó mình có thể chiếm được thời gian chạy trốn. Vương ân, người quá hèn hạ, lúc này có người quát mắng, sau đó hắn cũng quay đầu bỏ chạy. Kể từ đó, quan hệ đồng minh tan giã cực nhanh. Ba người khác cũng không cam chịu hy sinh chính mình, vội vàng quay người bỏ trốn. Lăng hàn cao mày, hắn lúc đầu đã quyết định xuất thủ, lúc nhìn thấy đức hạnh của năm người kia, hắn cảm thấy chạnh lòng. Loại người vì tư lợi như vậy, hắn cứu làm gì hắn thu hồi ánh mắt hắn nhìn trung tâm của đám âm hồn đang loạn chiến với nhau chắc chắn u linh hồn tinh nằm ở đó hắn giết tới dương hồn chính là dụ hoặc ngọt ngào không thể kháng cự âm hồn gần đó lao về phía lăng hàn như hồng thủy lăng hàn không có ham chiến đám âm hồn cấp thấp không còn tác dụng với hắn hắn chỉ tránh né và tiến lên chỉ có âm hồn ngăn cản đường đi của hắn mới bị hắn tiêu diệt không bao lâu sau hắn đã đi tới khu vực trung tâm chỉ thấy nơi đó có một cột đá đứng sùng sướng, cột đá to mấy trượng nhưng độ cao lại hơn trăm trượng. Sau khi đi tới nơi này, lang Hàn có thể rõ ràng cảm ứng được trên đỉnh cột đá có thứ hấp dẫn hắn. U linh hồn tinh nằm trên đỉnh cột đá, lang Hàn bắt đầu leo lên, hắn sử dụng cả tay chân, tốc độ cực nhanh. Qua vài giây, hắn đã lên tới đỉnh cột đá, quả nhiên phía trên đó một viên đá màu đen, phía trên viên đá có vô số đạo vân, nếu nhìn kỹ sẽ bị hấp dẫn rất mạnh, từ đó hấp thu linh hồn của hắn vào trong. Lăng Hàn không chút khách khí tóm lấy viên đá màu đen, sau đó hắn dùng hồn lực bao phủ kéo vào hồn thể. Hắn nhảy xuống, bành, hồn thể va chạm mặt đất sẽ sinh ra sóng xung kích to lớn, chỉ thấy từng đám âm hồn bị thổi bay như rơm dạ. Nơi này không có giá trị, Lăng Hàn nhanh chóng rời đi, chắc chắn có không ít nơi chế tạo âm hồn có linh trí, cho nên hắn chỉ cần đi khu vực khác, khẳng định hắn sẽ thu được càng nhiều u linh hồn tinh. Hắn vừa chạy đi, Lăng Hàn vừa luyện hóa u linh hồn tinh, hắn cảm thấy có lực lượng to lớn rót vào trong người, linh hồn của hắn lớn mạnh, mặc dù tốc độ không nhanh bằng giết âm hồn nhưng cũng không tính là chậm. Mấu chốt là, hắn hiện tại giết âm hồn bình thường không có lợi ích gì, bởi vậy giá trị u linh hồn tinh liền thể hiện ra ngoài. Dừng lại, một giọng nói vang lên trong người hắn, hắn là hồn thể, bởi vậy âm thanh này thông qua thần thức truyền tới. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, phía sau có một người đang đuổi tới, chính là một thành viên trong năm người kia, hơn nữa còn là vương ân đào tẩu đầu tiên chương 4444, Vương Ân, a à, người này đuổi tới làm gì, hơn nữa dáng vẻ rất hung hăng. Lăng Hàn dừng bước lại, thản nhiên nói, có gì chỉ giáo, ta thấy người cầm một vật trên trụ đá, hiện tại giao nó ra đây. Vương Ân chắp tay sau lưng, dáng vẻ như ăn chắc Lăng Hàn, chật vật khi chạy chối chết lúc nãy đã biến mất. Lăng Hàn bật cười, ta đạt được đồ vật, tại sao phải giao cho ngươi? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, Vương Ân nói, hắn nói rất khẳng định lăng hàn lắc đầu ngươi mạnh hơn vừa rồi là ai không địch lại âm hồn không để ý đồng bạn mà chạy vương ân biến sắc bởi vì là linh hồn thể cho nên không chỉ có gương mặt thay đổi mà là toàn bộ thân thể với hắn mà nói đây là một vết nhơ lớn hắn lợi dụng đồng bạn ngăn cản kẻ địch để chạy trốn mặc dù những đồng bạn kia không tốt hơn chút nào bọn họ cũng chạy trốn nhưng không thể phủ nhận là hắn là kẻ chạy đầu tiên hắn có thể làm nhưng tuyệt không cho phép người khác nói càng không thể nói trước mặt hắn Ngươi đang tìm cái chết, Vương Ân lạnh lùng nói ra, sát ý sôi trào. Lang Hàn không quan tâm, thản nhiên nói: Ta cũng không phải bất bình thay đám người kia, cũng lời quan tâm chuyện của các ngươi. Nhưng người bị lòng tham quấy phá chọc lên đầu của ta, ta không thể làm khác hơn là hoạt động tay chân đánh ngươi thành cặn bã. Ha ha ha! Vương Ân cười to, đây là chuyện cười lớn. Hắn là sinh đan hậu kỳ, những ngày qua hắn không ngừng đánh giết âm hồn, cường độ linh hồn đã đạt tới sinh đan viên mãn, vô cùng cường đại một sinh đan sơ kỳ nho nhỏ dám nói đánh chết mình có buồn cười hay không cho dù hiệu suất chém giết của lăng hàn giống hắn như vậy cường độ linh hồn nhiều lắm chỉ đạt tới sinh đan trung kỳ làm sao có thể so sánh với hắn được rồi người đã ngông cuồng như thế ta sẽ thành toàn cho ngươi vương ân giết tới hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn hắn muốn chém giết lăng hàn thật nhanh bàn tay của hắn tỏa ra ánh sáng mang theo hỏa diễm đáng sợ dường như muốn trực tiếp đốt chết lăng hàn lăng hàn xuất quyền ngăn cản thiên đạo hỏa bốc cháy, dùng hỏa đấu hỏa. Hai người va chạm với nhau, chỉ thấy vương ân bị đánh bay ra ngoài. Sinh đan viên mãn làm sao có thể so sánh với chân ngã cảnh. Cái gì, vương ân biến sắc, lần này hắn không phải xấu hổ mà là hoảng sợ, tại sao tiểu tử này đáng sợ như vậy, không phải sinh đan sơ kỳ sao, vì sao cường độ linh hồn đạt tới cấp bậc chân ngã cảnh. Chẳng lẽ hắn là truyền nhân đế tộc, từ nhỏ đã lấy thiên tài địa bảo dưỡng hồn, từ đó giúp cường độ linh hồn đạt tới chân ngã cảnh hắn hoảng sợ hai chữ đế tộc chính là một ngọn núi lớn mặc ngươi là thiên kiêu kinh diễm thế nào ở trước mặt hai chữ này đều bị ép không ngẩng đầu lên được trừ phi ngươi có thể thành tựu tổ vương bằng không vĩnh viễn phải khách khí với đế tộc thành thánh cũng không có khả năng hoành hành bá đạo trước mặt đế tộc nhưng vấn đề hiện tại cũng không phải đế tộc hay không đế tộc mà là đối thủ quá mạnh hắn không thể đánh lại đi hắn quay người chạy đi lần này hắn đá vào tấm sắt hắn không ngờ một tên sinh đan sơ kỳ lại có cường độ linh hồn cấp bậc chân ngã cảnh không được hắn phải đánh giết càng nhiều âm hồn hơn nữa sau khi tăng linh hồn lên hắn có thể sử dụng hồn khí chém giết kẻ trước mặt chỉ cần linh hồn biến mất đế tộc sẽ không biết chuyện xảy ra ở nơi đây nhưng hắn mới chạy hai bước không ngờ phát hiện lăng hàn đã đuổi tới gần tốc độ của hắn không nhanh bằng lăng hàn đây là tự nhiên linh hồn không thể thi triển thân pháp như vậy khẳng định linh hồn ai mạnh thì tốc độ người đó nhanh hơn Vương Ân cắn răng, đầu hắn vỡ ra, sau đó có một thanh kiếm màu xanh bay tới. Thanh kiếm vừa xuất hiện, Lăng Hàn lập tức cảm giác lạnh cả người, cảm giác rất giống U Minh Thiết. A, à, đây là pháp khí nhắm vào linh hồn sao? Chờ chút, hắn làm sao mang vào? Ta có hồn khí nơi tay, người hùng hổ dọa người như vậy, ta cùng lắm sẽ liều ngọc đá cùng nát. Vương Ân nói, hắn cầm kiếm trong tay nhưng không xuất thủ. Đây là hồn khí, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu không phải cấp bậc linh hồn, như vậy làm sao mang vào âm phủ xem ra những đại gia tộc và thế lực lớn đều có nội tình thâm hậu rõ ràng không biết rõ lần này sẽ tiến vào âm phủ nhưng người ta lại chuẩn bị sẵn hồn khí đây chính là nội tình lang hàn cười một tiếng cảm tạ ngươi tặng bảo vật cho ta cái gì vương ân xứng sờ sau đó giận dữ đối phương xem thường chính mình cỡ nào cho rằng hồn khí của hắn là bài trí mình sẽ chắp tay tặng bảo vật cho đối phương ngươi đúng là ngông cuồng vương ân cắn răng nói Ăn ngay nói thật, Lăng Hàn xuất thủ, hắn ép bức Vương Ân. Muốn chết, Vương Ân cầm kiếm chém tới. Đây là hồn khí, sử dụng trên dương gian sẽ có uy lực quá nhỏ, bởi vì chỉ có thể nhầm vào linh hồn, mà linh hồn của ai không nằm trong thức hải, có nhục thân bảo vệ, căn bản không có khả năng bị hồn khí gây thương tích. Nhưng ở âm phủ, hồn khí chính là đại sát khí. Xoát, một kiếm chém tới, hàn quang như rực, lang hàn sử dụng năng lượng hủy diệt bao vây nắm đấm, sau đó ngăn cản hồn khí vương ân nhìn thấy việc này hắn vừa giận vừa mừng dám lấy nhục quyền đón đỡ hồn khí người dám xem thường ta hắn làm sao không giận nhưng đối phương đang tự tìm đường chết một kiếm này sẽ chém một phần năm linh hồn của đối phương khi đó cường độ linh hồn của đối phương sẽ rớt ra khỏi chân ngã cảnh bành nắm đấm đón đỡ hồn khí cảnh tượng làm người ta líu lưỡi xuất hiện cái gì vương ân kêu lên linh hồn sinh ra gợn sóng lăn tăn như sóng nước hắn bị hù sợ gần chết tại sao lại như vậy linh hồn trọi cứng hồn khí không là năng lượng màu đen kia vương ân nhìn thật cẩn thận chính nhờ vào năng lượng màu đen bọc lấy nắm đấm nắm đấm của lang hàn mới có thể ngăn cản hồn khí công kích t đây là cái gì năng lượng tầng thứ cao không ngờ có thể ngăn cản hồn khí lang hàn cười nhạt một tiếng ta đã nói rồi người đang tặng bảo cho ta vương ân cắn răng hắn ra sức rút hồn khí trở về sau đó chém Lăng hàn một kiếm lang hàn chỉ cười một tiếng hắn vung quyền ngăn cản bành 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 được năng lượng hủy diệt bao phủ, hắn hoàn toàn có thể lực kháng hồn khí. Cường độ linh hồn của hắn hoàn toàn nghiền ép Vương Ân, hồn khí của đối phương không thể phát huy hiệu quả, Vương Ân tự nhiên chỉ có thể bị động ăn đòn. Linh hồn xung kích, ông, một đạo ba động tấn công vào Vương Ân, trong cục diện như thế, Vương Ân không có khả năng trốn tránh, hắn bị oanh trúng, toàn bộ linh hồn thể đều cứng đờ. Hắn vốn đang lâm vào yếu thế, làm sao lại xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như thế? Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền tấn công, lấy năng lượng hủy diệt chôn vùi hồn thể của đối phương. Vương Ân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, ngay sau đó hắn biến mất triệt để, Vương Ân không cam lòng chết đi. Một tên thiên kiêu sinh đan hậu kỳ lại chết trong tay sinh đan sơ kỳ, có ai không cam lòng? Chương 4445, cứu giúp, lang hàn nhặt hồn khí trên mặt đất lên, hắn nhìn kỹ một lúc, hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì còn là hồn khí nhưng thanh kiếm này còn mạnh hơn xiềng xích của đám âm hồn rất nhiều bản thân u hàn thiết có thể gây tổn thương cho hồn phách cho nên muốn biến nó trở thành vũ khí vậy chỉ có thể bôi lên một chất đặc thù từ đó ngăn cách tổn thương với linh hồn nhưng làm như vậy sẽ có thiếu hụt đó chính là không thể thu vào trong linh hồn nhưng thanh kiếm này phi thường cao cấp nó sử dụng hoa văn áp chế tổn thương của vật liệu lên hồn phách thời điểm sử dụng kích hoạt hoa văn sẽ loại bỏ áp chế như vậy cho nên xiềng xích là thứ làm ẩu mà thanh kiếm này mới xứng gọi là hồn khí lang hàn thu thanh kiếm và tiến lên Hắn vừa đi vừa luyện hóa u linh hồn tinh, mỗi một phút mỗi một giây qua đi, hắn cảm giác được linh hồn của mình đã mạnh hơn nhiều. Chỉ cần có thêm mấy khối u linh hồn tinh, chân ngã cảnh viên mãn nằm trong tầm tay. Ở chỗ này, không có ngày đêm biến hóa, bầu trời đều là một màu tối tăm, cảm giác áp lực và ức chế bao phủ tâm thần mọi người. Bỏ ra thời gian 7 ngày, Lăng Hàn đã tiêu hóa sạch u linh hồn tinh, cường độ linh hồn đã đạt tới chân ngã cảnh trung kỳ. Bởi vì linh hồn không cần cảm ngộ, giống như hung thú chỉ cần ăn no bụng thì thực lực sẽ như nước lên thuyền lên hắn tạm thời không gặp đại quân âm hồn lần thứ hai một ngày qua hắn tiếp tục đi tới và tìm kiếm khối u linh hồn tinh thứ hai a à, hắn không có phát hiện âm hồn minh mông hắn lại nghe tiếng đánh nhau xảy ra chuyện gì hắn tới gần khu vực chiến đấu sau khi vượt qua một ngọn núi nhỏ hắn phát hiện có hai linh hồn thể đại chiến một phe là âm hồn đó là đại quái đạt tới cấp độ chân ngã cảnh viên mãn trong tay hắn cầm một thanh đại đạo nó vung từng đao tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương hơn nữa còn có hiệu quả sát thương linh hồn rất lớn một phương khác là dương hồn hiển nhiên bọn họ là những người tiến vào âm phủ lăng hàn nhìn kỹ phát hiện dương hồn này chính là một nữ tính tướng mạo bình thường nhưng thực lực lại tương đối bất phàm cường độ hồn thể cũng bước qua chân ngã cảnh bằng không nàng không thể đối kháng với đại quái chân ngã cảnh viên mãn nhưng tình huống của nàng hiện tại không ổn mặc dù trong tay nàng cũng có hồn khí có thể đối kháng với đại đao nhưng cường độ hồn thể kém hơn rất rõ ràng, cho nên nàng vẫn giật gấu vá vai. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, âm hồn nói, bản tỏa cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi quy thuận bản tỏa, bản tỏa sẽ tha cho ngươi một mạng. Linh hồn ba động sôi trào, lăng hàn lại có thể cảm ứng được âm hồn sinh ra tham lam, đó là ngấp nghé với sắc đẹp. Khốn kiếp, âm hồn cũng có nhu cầu phương diện kia. Lăng hàn ngây người, âm hồn giải quyết bằng cách nào? Hắn vội vàng lắc đầu, suy nghĩ việc này quá ác tâm nữ tử kia không quan tâm nàng vung kiếm chém thỉnh thoảng còn xuất ra đại chiêu chém ra kiếm khi ác liệt không gì sánh kịp ngay cả lang hàn cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm việc này giúp nàng có cơ hội thở dốc nhưng cứ thế mãi chờ hồn lực của nàng suy kiệt như vậy khẳng định nàng khó thoát khỏi vận mệnh bị giết lang hàn quát lớn một tiếng hắn đã xuất thủ lại có kẻ tới chịu chết âm hồn kia cười lạnh nó xuất một quyền đánh lùi nữ tử sau đó vung đao chém lang hàn lang hàn huy kiếm ngăn cản tiếng keng vang lên hắn bị đẩy lui về phía sau nói đến lực lượng hắn chỉ là chân ngã cảnh trung kỳ hắn làm sao địch lại đại quái chân ngã cảnh viên mãn đến liên thủ nữ tử kia nói lang hàn không để ý tới lực lượng của hắn không bằng âm hồn nhưng hắn không dựa vào lực lượng hay hồn khí khắc chế âm hồn hắn lao tới và vung kiếm lần nữa thật là kẻ ngu xuẩn âm hồn to lớn cười ha ha nó vung tay chém ra một đao nữ tử kia cắn răng nàng vội vàng xuất thủ tiến hành kiềm chế âm hồn soát một đao chém tới lăng hàn lại ném kiếm làm âm hồn chém hụt hắn thừa cơ tiến lên suốt quyền tấn công âm hồn a à, còn có thao tác như vậy âm hồn xứng sờ lại cười to mặc dù nó không đoán được có người tự hủy tường thành của mình không còn hồn khí ngươi làm sao ngăn cản đao của ta nó không cần dùng đao ngăn cản lăng hàn nó suốt quyền tấn công lăng hàn mắc câu rồi lăng hàn cười lớn một tiếng oanh trên nắm đấm của hắn mang theo năng lượng hủy diệt ngọn lửa đen bốc cháy hừng hực Âm hồn kia ngạc nhiên, loại năng lượng này làm nó sợ hãi từ bản năng. Nó vội vàng thu quyền trở lại nhưng đã chậm, âm, um, hai nắm đấm va chạm với nhau, lăng hàn bị đánh bay ra ngoài, sau đó nắm đấm của âm hồn sôi trào sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như vậy, phần biến mất chính là cả cánh tay của nó. a à, đại quái gào thét thảm thiết, mất đi cánh tay nó đã mất đi một phần năm hồn thể, quá đau đớn. Nữ tử kia cũng xứng sờ, không nghĩ tới một quyền của lăng hàn lại đáng sợ như thế, nhưng nàng không do dựa chút nào nàng vung kiếm chém tới âm hồn đã trọng thương nhân lúc nó bệnh lấy mạng của nó lăng hàn cười ha ha hắn lại lao tới tấn công thân thể âm hồn lắc lư cánh tay trái biến mất đã mọc ra lần nữa nhưng thân thể lại nhỏ đi một ít nó tránh thoát một kích của nữ tử sau đó lại chém về phía lăng hàn dương hồn kia quá ghê tởm sát khí sung kích ông sát khí ập tới cho dù là âm hồn thì như thế nào nó vẫn trúng chiêu và lâm vào hôn mê lăng hàn thừa cơ lao tới tấn công âm hồn vừa khôi phục thanh tỉnh thì hai nắm đấm đã tới trước mặt nó muốn trốn tránh cũng không kịp chỉ có thể vung hai tay ngăn cản trước mặt mặc dù trong tay của nó có đau bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi nên không thể dùng đao ngăn cản ầm hai quyền đánh trúng hai cánh tay âm hồn phát hiện hai cánh tay đã biến mất nó nhe răng trợn mắt vừa rồi nó là chân ngã cảnh viên mãn hiện tại thực lực của nó đã giảm xuống chân ngã cảnh trung kỳ lăng hàn cười ha ha hắn tiếp tục tấn công lần nữa âm hồn chống đỡ mệt mỏi nhưng hồn thể càng ngày càng tối tăm cuối cùng nó bị lăng hàn đánh chết lập tức lăng hàn cảm giác có lực lượng cường đại lao vào trong người mình cường độ hồn thể của hắn đã tăng lên một đoạn sảng khoái lăng hàn nhìn sang nữ tử kia cũng nhắm mắt thân thể đang run nhè nhẹ, nhẹ hiển nhiên nàng cũng nhận được chỗ tốt bởi vì hai người ở cạnh nhau âm hồn vừa bị diệt năng lượng linh hồn cũng phân phối bình quân cho bọn họ cảm ơn nữ tử kia mở to mắt và cảm tạ Lăng Hàn. Lăng Hàn không có suy nghĩ thi ân cầu báo, hắn gật đầu nói với đối phương. Sau này còn gặp lại, chờ một chút, nữ tử kia vội vàng gọi hắn lại. Ân, Lăng Hàn dừng bước lại, có lẽ người cũng biết nơi này có đổ vật gia tăng cường độ linh hồn. Nữ tử kia nói, chương 4446, quặng mỏ, u linh hồn tinh, Lăng Hàn nói, nữ tử kia gật đầu. Không sai, sau khi cường độ linh hồn của chúng ta bước vào chân ngã cảnh, Giết âm hồn bình thường không thể làm linh hồn chúng ta mạnh hơn, chỉ có thể đánh giết âm hồn chân ngã cảnh hoặc sử dụng u linh hồn tinh. Sau đó thì sao? Lăng Hàn nói, nữ tử kia không vội, nàng nói, âm hồn chân ngã cảnh vô cùng ít ỏi, hơn nữa không dễ đánh chết như thế. Nói đến đây, nàng dừng một chút, dường như việc này không thích hợp với Lăng Hàn, gia hỏa này vừa rồi có thể hành hạ âm hồn chân ngã cảnh viên mãn đến chết, không thể dùng lẽ thường để suy tính. Nàng lại nói, cho nên, nếu có thể luyện hóa u linh hồn tinh, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Lăng Hàn cười một tiếng, người biết nơi nào có lượng lớn u linh hồn tinh, không sai, nữ tử kia gật đầu, nói, đúng rồi, ta tên là Chỉ Huyên, đến từ Đông Lâm đế tộc. Tiếp tục, Lăng Hàn không có kính sợ đế tộc, hắn nói rất tùy ý. Chỉ Huyên hơi kinh ngạc, người trẻ tuổi này rất bình tĩnh, nghe thấy hai chữ đế tộc lại không ngạc nhiên, khó trách dám khiêu chiến với phó hỏa dương. Nàng thu hồi kinh ngạc, tiếp tục nói, Đông lâm đế tộc chúng ta sớm đến nơi này, cho nên chúng ta cũng hiểu rõ nơi này một ít. Nói đến đây, nàng lại ngừng lại. Lăng Hàn thở dài, đây là mau bệnh gì, muốn hấp dẫn khẩu vị của hắn sao? Hắn cũng không nói gì, cứ nhìn Trì Huyên. Trì Huyên thất vọng, gia hỏa này quá bình tĩnh, nàng muốn dùng bí mật đàm phán nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nơi này có một quạng mỏ u linh hồn tinh. Nàng nói thẳng, Lăng Hàn cũng vui mừng, nói. Thật chứ, đúng thế, Trì Huyên gật đầu, nói nhưng quạng mỏ bị Tây Mạc Vương chiếm cứ, lúc nào cũng có âm hồn cường đại bảo vệ. Đông lâm đế tộc ta mời thiên tài các nơi tới chính là muốn hợp lực mọi người chiếm lấy quạng mỏ, chỉ ít cũng phải cướp được một ít u linh hồn tinh. Quả nhiên, Lăng Hàn đã đoán được, thiên kiêu hội lần này cũng không chỉ kén rẻ cho chỉ mộng hàm đơn giản như vậy, thậm chí đây chỉ là ngụy trang. Quý nữ của đế tộc lại là vư vật bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng còn cần dùng loại phương thức này tìm phu quân hay sao? Trước đó, tộc ta đã mời rất nhiều thiên kiêu phát động tấn công quạng mỏ kia, nhưng không nghĩ tới, lực lượng thủ vệ mạnh vượt qua tưởng tượng, chúng ta toàn quân bị diệt, chỉ có số rất ít người phân tán trốn thoát. Chỉ huyên nói, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, thực lực mạnh nhất của ngươi là gì? Hóa linh cảnh hậu kỳ. Chỉ huyên nói, Lăng Hàn nhíu mày, bằng vào năng lượng hủy diệt cường đại, hắn có thể đánh thắng hóa linh sơ kỳ, nhưng gặp được hóa linh trung kỳ thì hắn sẽ nghỉ cơm, gặp được hóa linh hậu kỳ chỉ có nước chạy trốn khỏi chết. Nhưng cướp mỏ không được, trộm mỏ có được hay không Trì huyên mỉm cười Với thực lực của Đinh huynh Chúng ta liên thủ cũng có thể trộm một ít khoáng thạch Người biết ta, lang hàn kinh ngạc Làm chủ nhân, ta làm sao không biết thân phận khách nhân Trì huyên hỏi lại Lang hàn cười to Tốt, chúng ta đi trộm mỏ Trở lại dương gian Thiên tài địa bảo lớn mạnh linh hồn quá hiếm có Cho dù là đế tộc cũng không có khả năng cung ứng lượng lớn Cho nên, sau khi đông lâm đế tộc phát hiện nơi này đồng thời phát hiện có u linh hồn tinh, bọn họ đã không thể bình tĩnh, cho nên lập tức mở thiên kiêu hội. Hơn nữa, vì giữ bí mật, bọn họ còn lấy cớ tìm phu quân cho trì mộng hàm. Đương nhiên, nếu không phải tiên thiên bảo hồ lô chỉ có thể cho võ giả dưới chân ngã cảnh tiến vào, chỉ sợ đông lâm đế tộc cũng không hào phóng như thế. Linh hồn lang hàn không yếu, nhưng so sánh với chiến lực của hắn thì linh hồn kém hơn nhiều, cho nên hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hai người vui sướng đạt thành hiệp nghị, lại do Trì huyên dẫn đường đi về hướng quạng mỏ. Sau khi bỏ ra thời gian một ngày, bọn họ mới đi đến khu mỏ quạng. a à, Lăng Hàn kinh ngạc, nơi này có trận pháp bảo hộ, hơn nữa còn phi thường cao minh. Người đã nhìn ra, Trì huyên cũng giật mình, ra hỏa này còn hiểu trận pháp. Lăng Hàn gật đầu, không nghĩ tới âm hồn còn có trận sư. Trì huyên nhìn Lăng Hàn, trong mắt lộ ra vẻ bội phục. Ta cũng không nghĩ tới ngươi chẳng những có chiến lược kinh người, hơn nữa còn tinh thông trận pháp. Không nói tinh thông, xem như hiểu một chút, Lăng Hàn cũng khiêm tốn, trận pháp này đã bị trận sư đế tộc ta phá vỡ, mời đi theo ta." Trì Huyên nói, Lăng Hàn gật đầu, đã phá vỡ thì hẳn ít phí công sức. Hai người tiến vào trong trận, được Trì Huyên dẫn dắt, hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Núi vẫn là ngọn núi kia, trời vẫn là trời kia, nơi này âm ư nhưng thực tế bọn họ đã thông qua khu vực trận pháp. Thật ra trận pháp này dùng ngăn cản âm hồn cấp thấp tiến vào." Trì Huyên nói, theo thánh nhân tộc ta phỏng đoán, âm phủ cũng không có bao nhiêu u linh hồn tinh, cho nên không có khả năng dùng phương thức như vậy tạo ra âm hồn cường đại. Nhưng số lượng âm hồn lại vô tận, cho nên xem đây là mồi, từ đó cho âm hồn thôn vệ lẫn nhau, lúc này mới có thể không ngừng tạo ra âm hồn cường đại. Lăng Hàn gật đầu, tinh không quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn sinh linh tử vong, linh hồn tiến vào âm phủ. Cẩn thận, nơi này có ba tên âm hồn hóa linh cảnh thay nhau tỏa chấn. Chỉ huyên nói. Được, hai người tiến lên, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy những âm hồn đang đào quáng, mà những âm hồn này đều là sinh đan cảnh, đã mở ra trí tuệ. Cũng phải, nếu không có mở ra trí tuệ sẽ không biết đào núi, vạn nhất khai thác ra u linh hồn tinh, âm hồn cũng tự mình luyện hóa, làm sao có thể nộp lên. Chỉ có biết kính sợ mới có thể không dám tham ô. Giống như phàm nhân đào ra vàng, có ai dám nuốt riêng. Người muốn làm gì, chỉ huyên hỏi lăng hàn, nếu nơi này là quạng mỏ, như vậy có thể đào móc khắp nơi, chúng ta không cần câu nệ nơi này." Lang Hàn suy nghĩ một chút và nói, "Được, hai người đổi một chỗ, sau đó sử dụng hồn khí làm quốc và bắt đầu đào." Khoáng thạch không phải chỉ cần đào là có, mà hai người đều bảo trì bình thản, mặc dù đào nửa ngày không có thu hoạch nhưng không cảm thấy thất vọng. Dòng dã hai ngày không có thu hoạch gì, hai người sinh ra một ý nghĩ, có lẽ nơi này không có u linh hồn tinh. Chuyển sang nơi khác, bọn họ không ngừng đổi chỗ đào nhưng kết quả cũng giống nhau không hề có thu hoạch không phải chứ chẳng lẽ u linh hồn tinh chỉ tập trung vào một vùng hai người đã bó tay rồi bọn họ trở lại nơi âm hồn đào quáng và cẩn thận quan sát gần nửa ngày sau bọn họ nhìn thấy âm hồn đào ra hai khối u linh hồn tinh mặc dù không phải rất lớn cũng không phải rất tinh khiết nhưng quả thật đã có thu hoạch trắng trợn cướp đoạt trì huyên hỏi lang hàn lắc đầu chỉ có hai khối u linh hồn tinh như vậy mà kinh động đến cường giả nơi này không có lời Vậy ý của ngươi là trộm nhà kho của bọn chúng. Chương 4447, cướp mỏ, trộm nhà kho, Trì Huyên sững sờ, suy nghĩ như vậy quá lớn mật. Ngươi có biện pháp tốt hơn hay sao? Lăng Hàn hỏi, Trì Huyên do dự, nàng gật đầu nói, "Được, bọn họ tiếp tục quan sát, nắm giữ quy luật của âm hồn. Mỗi khi qua 10 ngày sẽ có âm hồn mang u linh hồn tinh đi. Trong ba âm hồn hóa linh cảnh, âm hồn kia lại yếu nhất. Ra tay từ nó, hai người lăng hàn chờ thêm một thời gian, sau khi ba âm hồn hóa linh chân quân thay nhau tỏa chấn nơi này, cường độ linh hồn theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, cho nên muốn hạ thủ, khẳng định phải hạ thủ với âm hồn hóa linh sơ kỳ là tốt nhất. Sau khi xử lý tên âm hồn này, lăng hàn cùng trì huyên sẽ đếm thời gian, thẳng đến 10 ngày mới xuất động. Bọn họ đã sớm thăm dò ra vị trí kho hàng, kỳ thật cũng không thể coi như là kho, chỉ là một nhà đá đơn giản, tên âm hồn hóa linh sơ kỳ kia chấn thủ bên cạnh, trên lý luận có thể sẽ không có sơ hở gì. Ngươi thực sự có nắm chắc, Trì Huyên hỏi, bọn họ chỉ là cấp bậc sinh đan cảnh, mặc dù linh hồn đã bước vào chân ngã cảnh, nhưng bọn họ vẫn kém hóa linh cảnh một đại cảnh giới, tranh lệch như vậy không phải lớn bình thường. Lăng Hàn gật đầu, yên tâm, ta sẽ không đi chịu chết, mặc dù Trì Huyên vẫn không yên lòng nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. U linh hồn tinh, giá trị quá lớn, Lăng Hàn nhảy ra ngoài chém giết âm hồn, lúc này, hắn không cần áp chế linh hồn ba động, trên người hắn tỏa ra ngọn lửa sáng không gì sánh bằng ở âm phủ dương hồn chính là mặt trời nhỏ biết đi cho nên càng trói mắt không gì sánh được a à, âm hồn to lớn nhìn thấy hắn nó rất ngạc nhiên nói lại có dương hồn đánh tới ha ha đúng lúc có thể giúp bổn tọa giải thèm dương hồn cấp bậc chân ngã cảnh chính là mỹ vị cho dù không thể gia tăng cường độ linh hồn của nó bao nhiêu nó xuất trưởng đánh tới cánh tay không ngừng duỗi dài ra nó muốn bắt lấy lang hàn và kéo tới trước mặt Đúng thế, hồn thể không bị hình thể hạn chế, duỗi dài cánh tay chỉ là chuyện nhỏ. Oanh, âm hồn xuất trưởng mang theo lực lượng kinh người. Hóa linh cảnh đấy, nếu như ở dương gian, lang hàn gặp được hóa linh chân quân, hắn không nói hai lời sẽ quay người rời đi, hoặc là vận dụng thiên đạo hỏa trong hỗn độn cực lôi tháp. Nhưng nơi này có khác, cường độ linh hồn của hắn có thể sánh ngang chân ngã cảnh trung kỳ, năng lượng hủy diệt có hiệu quả khắc chế âm hồn rất mạnh. Đến, oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào và quấn quanh hai tay của hắn. Lăng Hàn hét lớn một tiếng và xuất quyền như mưa. Cái gì? Âm hồn hóa linh cảnh giật mình. Năng lượng hủy diệt đánh chúng. Linh hồn trên cánh tay nó run rẩy. Nó chủ động xuất thủ ngăn cản công kích của Lăng Hàn. A! À, nó kêu la thảm thiết. Một bàn tay đã tan rã giống như nước đá gặp nước sôi. Nó nhanh chóng thu tay trở về trên mặt mang theo lửa giận và sợ hãi. Một kích mà thôi, nó đã mất đi cánh tay. Có thể nói nó bị tổn thương rất lớn. Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, không hổ là âm hồn cấp bậc hóa linh, một kích này tạo thành tổn thương kém xa suy nghĩ của hắn, hơn nữa, hắn cũng bị trường lực của đối phương ảnh hưởng, khó chịu không cách nào hình dung. Nếu như đánh tiếp, rất khó nói mình sẽ giết đối phương hay đối phương đánh nát linh hồn của hắn. Cho dù thế nào, hắn không thể thua. Lăng Hàn cười ha ha, hắn chủ động tiến lên, âm hồn hóa linh không dám đón đỡ, vừa rồi nó đã tổn thất một phần trăm hồn thể, nó cũng không muốn tổn thất tiếp. Phải biết, nó đạt tới bước này dễ dàng hay sao? Ở âm phủ không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể dựa vào thôn vệ hồn thể cùng dai gia tăng linh hồn, cảnh giới càng cao, số lượng âm hồn càng giảm, bởi vậy, cho dù tăng lên một ít cũng khó khăn. Lăng Hàn bày ra tư thế liều mạng, nó càng kiên kỵ, biểu hiện khó coi. Khi bị Lăng Hàn bức bách, nó không ngừng lui lại. Chỉ huyên thừa cơ chạy tới và bắt đầu thu lấy u linh hồn tinh, nàng hiện tại chỉ là hồn thể, đương nhiên sẽ thu u linh hồn tinh vào trong thân thể của mình tiến lên, âm hồn hóa linh giống to, hắn muốn giết chỉ huyên. Nhưng lăng hàn cường lực xuất thủ, từ đó âm hồn hóa linh cảnh chỉ có thể lùi bước. Nó thật sự không muốn liều mạng với lăng hàn, so với u linh hồn tinh có thể khai thác, nó không muốn hy sinh hồn lực của mình. Nó đụng phải kẻ biến thái như lăng hàn cho nên mới bị chỉ huyên cướp lấy u linh hồn tinh. Cảm ơn phối hợp, lần sau gặp lại, lăng hàn cười ha ha sau đó nghênh ngang rời đi, âm hồn hóa linh cảnh dừng bước, nó đuổi kịp thì sao chứ? Trước đó Lăng Hàn liều mạng với nó, nó không ngừng trốn tránh, không muốn va chạm với Lăng Hàn, không muốn tổn thất một chút xíu hồn thể nào, hiện tại đuổi kịp khẳng định cũng có kết quả như vậy. Có thể nói, cho dù Tây Mạc Vương xuất thủ, một kích có thể giết chết Lăng Hàn nhưng nhất định sẽ tổn thương hồn thể đối với âm hồn cấp giáo chủ mà nói, chút tổn thất này là cực kỳ nhỏ bé. Lăng Hàn rời đi thật nhanh, hắn đuổi theo Chỉ Huyên, hai người không do dự chút nào, vội vàng rời khỏi trận pháp và trốn đi thật xa. Có lẽ Tây Mạc Vương sẽ chạy tới nơi này, một âm hồn giáo chủ xuất thủ, bọn họ phải chết. Sau khi rời đi thật xa, hai người dừng bước lại và chia đều u linh hồn tinh. Lăng Hàn thu hồn tinh vào người hắn, hắn có cảm giác khác thường. Bởi vì hồn tinh vừa nằm trong hồn thể của Chỉ Huyên, dường như còn lưu lại linh hồn ba động của nàng, từ đó hai người sinh ra cảm giác kỳ diệu. Dường như Chỉ Huyên cũng ý thức được, cả người nàng đỏ lên. Trời ơi, tướng mạo của nữ tử này bình thường, vì cái gì lại có thể cho hắn cảm giác hưởng thụ tốt đẹp như thế? lăng hàn vội vàng thu liếm tâm thần hắn bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh hai vị xin buông u linh hồn tinh xuống lại có giọng nói vang lên một người thanh niên đi ra trên người hắn tỏa ra ánh sáng trắng khuôn mặt không rõ nhưng có thể nhìn cái đầu chọc của hắn linh hồn có thể thiên biến vạn hóa nhưng bình thường sẽ mô phỏng ra dáng vẻ của mình chẳng lẽ bản thân ra hỏa này đầu chọc đế tử phật tộc thích vĩnh minh trì huyên run lên thí chủ nhận ra tiểu tăng tên đầu chọc này chắp tay nói thiện tai thiện tai Trước đó nữ thí chủ cũng ở trong đội ngũ kia, người tự xưng là tiểu nhân vật trong đông lâm đế tộc, nhưng bây giờ xem ra, địa vị nữ thí chủ rất phi phàm. Lăng Hàn cũng cảm thấy rất đúng, nếu không có tài năng, nàng đã sớm chết trong quạng mỏ rồi. Buông u linh hồn tinh ra, các người có thể an toàn rời đi. Thích Vĩnh Minh từ tốn nói, tiểu tăng không thích đại khai sát giới, cho nên còn xin hai vị không nên làm khó tiểu tăng. mươi 4448, Chiến Phật Tử Lăng Hàn lắc đầu, Trang con mẹ nó bức, không biết ta có nên nói hay không. Thích Vĩnh Minh sướng sờ, sau đó hắn giận dữ, ngươi đã nói rồi, còn nói có nên nói hay không. Thí chủ chính là Đinh Nhất, Thích Vĩnh Minh lại chắp tay nói, nghe nói người rất bất phàm, ở chú đỉnh đã có chiến lực ngoài sinh đan tam trọng thiên. Cho dù ngươi đã bước vào sinh đan, ở trước mặt tiểu tăng cũng không đáng chú ý. Huống chi, đây là âm phủ, có thể nói là sân nhà của tiểu tăng. Phật tộc châu bò nhất là siêu độ vong hồn, cho nên dùng hồn thể chiến đấu, thích vĩnh minh có thể phát huy ra 200% chiến lực, thậm chí nhiều chiến lực hơn. Hai vị, tiểu tăng là người xuất gia, lòng dạ từ bi, không thích đại khai sát giới, cho nên còn xin hai vị không nên làm khó tiểu tăng. Thích vĩnh minh lặp lại một lần, lăng hàn nhìn về phía chỉ huyên, nói, đây là Phật tử của thiên vực nào, tây thiên vực, chỉ huyên nói, lăng hàn ngạc nhiên, nói, trong bốn thiên vực, tây thiên vực xếp hạng thứ ba, vậy ngươi kém hơn Phật tử ở đông, Nam hai đại thiên vực, hắn vừa nói ra lời này, thích vĩnh minh vô cùng tức giận. Bốn đại thiên vực tự thành vòng tròn, luôn luôn so sánh với nhau, mà phật tộc ở bốn đại thiên vực đều có cứ điểm của mình, phân lập bốn tên phật tử giữa bọn họ cũng đầy cạnh tranh. hết lần này tới lần khác, hắn lại bị lang hàn nói chúng, không địch lại phật tử trong đông, nam hai đại thiên vực, đây chính là vết sẹo của hắn, hiện tại bị lang hàn vạch trần, hắn cảm thấy rất khó chịu. Đinh thí chủ, miệng của ngươi rất tiện nhất định phải chọc giận tiểu tăng hóa thành kim cương chấp pháp. Thích Vĩnh Minh nói ra, trong mắt hắn đã có sát ý. Lăng Hàn đưa tay phải ra, sau đó bốn ngón tay thu hồi, chỉ còn lại có một cây ngón trỏ ở cái kia dựng thẳng, ngoắc ngoắc. Đến đây, đây là khiêu khích, Thích Vĩnh Minh không nhịn được, hắn lập tức tấn công. Úm, hắn mở miệng thi triển lục tử minh vương chú, ngay sau đó hóa thành ký hiệu màu vàng bay về hướng Lăng Hàn. Phật tộc diệu Pháp, chấn tà, diệt hồn, Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn sử dụng thiên đạo hỏa bao phủ nắm đấm và đánh vào chữ úm kia. Bành bành bành, hắn oanh kích ba lần, chữ úm kia bị đánh nát. Thích Vĩnh Minh kinh ngạc, không nghĩ tới lực công kích của Lăng Hàn cường đại như vậy, ngay cả đế thuật lục tự minh vương chú chuyên khắc chế hồn thể cũng bị hắn đánh tan. Hắn mở miệng lần nữa, ma, lục tự minh vương chú không ngừng oanh kích, hòa thành từng ký hiệu màu vàng đánh thẳng vào người Lăng Hàn. Bành bành bành, tất cả công kích đều bị Lăng Hàn đánh nát. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn không phải người có tính cách bị động nhận đòn, hắn lập tức phản kích. Xeo, hắn không ngừng tấn công thích vĩnh minh, lực quyền sôi trào, đấm ra một quyền. Hàng yêu phục ma, siêu độ tà linh, thích vĩnh minh niệm Phật hiệu, hắn cũng đấm ra một quyền, lúc này khí thức cuồn cuộn bộc phát, cả người hắn đang tỏa sáng, sau đầu hình thành một vòng Phật quang. Ở dương gian, Phật quang rất thánh khiết, nhưng chỉ tiến hành gia trì trên khí thế, lộ ra vẻ cao thượng suốt trần, nhưng ở âm phủ, Phật quang không chỉ nhìn có vẻ trâu bò, mà là thực sự châu bò. Phạt quang bốc cháy hừng hực, hơn nữa có lực phá hoại và uy hiếp hồn thể rất mạnh, chính là một loại khắc chế trời sinh. Lăng Hàn cảm thấy cơ thể như nứt ra, dường như hắn tiến lên phía trước một bước là tan thành mây khói. Phật tộc quả nhiên là hảo thủ chuyên đối phó âm hồn. A à, Hàm Phật bởi vậy thành đế, đa gia Phật cũng tạo ra địa ngục, hắn muốn thành đế khác loại, có thể thấy được linh hồn ảo diệu cỡ nào, sau khi đại thành sẽ có thành thành đế thành tổ. Nhưng Lăng Hàn sẽ biết khó mà lui. Không có khả năng, lang hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt, hắn xuất kích đánh nát Phật Quang, hắn giết ra một con đường máu. Thích vĩnh minh động dung, hắn là Phật tử, nắm giữ rất nhiều diệu pháp nhằm vào linh hồn, nhưng cho dù là lục tự minh vương chú hay Phật Quang, tất cả đều bị lang hàn hóa giải, ra hỏa này là quái thai ở phương nào. Nói đến đối phó âm hồn, có lẽ không ai sánh bằng Phật tộc, sở dĩ lúc trước A-hàm Phật có thể thành đế là dựa vào siêu độ vô số vong linh, từ đó được thiên địa yêu quý mới bước ra một bước chỉ có mấy chục hoặc mấy trăm người hoàn thành rốt cuộc ngươi là ai hắn không nhịn được quát hỏi ra ra ngươi lăng hàn đã lao tới hắn đấm ra một quyền cháu trai tiếp chiêu thích vĩnh minh suýt nữa tức điên tại sao lại có kẻ vô sỉ như thế bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp có người nào không tự trọng thân phận lăng hàn thì tốt rồi hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng quả thật là thô lỗ đáng giận hư mặc dù ngã phật từ bi nhưng hàng yêu diệt ma là bổn phận. Thích Vĩnh Minh xuất thủ, hắn xuất trưởng mang theo ánh sáng chói mắt giống như một cao tăng, có chính khí của thiên địa gia trì. Trên thực tế, hắn đã siêu độ không ít phong linh, từng chiếm được thiên địa tán thành, có công tích mang theo. Lăng Hàn không quan tâm, thiên địa tán thành ngươi hay không là việc của thiên địa, nhưng ta muốn đánh ngươi, cho dù ông trời tới cũng không thể ngăn cản. Đánh, hắn phát động sát khí xung kích, trên hai tay mang theo năng lượng hủy diệt, không cần thứ khác, đây mới là sát chiêu nhắm vào hồn thể đáng sợ nhất. Thích Vĩnh Minh không dám đón đỡ, hắn vận dụng hồn khí là một cây hàng ma sử, hắn không ngừng vung trượng tấn công Lang Hàn. Lang Hàn đánh rất hung ác, một quyền mạnh hơn một quyền, Thích Vĩnh Minh hoảng sợ phát hiện, hồn thể của hắn run rẩy giống như sắp vỡ nát. Thật là đáng sợ, tại sao hồn thể của người này mạnh như vậy? Hắn là đế tử Phật tộc, từ nhỏ đã tu luyện diệu pháp cao minh nhất thế gian, tài nguyên tu luyện sung tích, hơn nữa không thiếu thiên tài địa bảo, bởi vậy cường độ linh hồn của hắn còn vượt xa sinh đan cảnh nhưng vừa đối kháng với lăng hàn hắn phát hiện hồn thể của mình không mạnh bằng lăng hàn hắn làm sao tiếp nhận sự thật này sinh đan viên mãn hơn nữa còn là đế tử phật tộc cường độ linh hồn của hắn lại không bằng sinh đan sơ kỳ xuất thân giã lộ tại sao lại như thế nhưng trên thực tế chính là như thế lăng hàn xuất quyền như mưa đánh cho thích vĩnh minh không có lực hoàn thủ thích vĩnh minh biệt khuất không gì sánh được hắn là phật tử tây thiên vực tương lai thành tựu thấp nhất cũng là tôn giả, nhưng bây giờ hắn bị người cảnh giới thấp hơn trà đạp, hắn không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Mặc kệ hắn không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, võ đạo giới chỉ nhìn thực lực, chưa bao giờ tin tưởng nước mắt và không cam lòng. Thích Vĩnh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn lui về phía sau. Lăng Hàn truy kích, sau khi Thích Vĩnh Minh bỏ ra cái giá lớn chính là một cánh tay thì hắn mới dừng truy kích. Cũng không phải hắn tha Thích Vĩnh Minh, mà là hắn cảm ứng có khí tức ba động đáng sợ nên không dám làm truy kích. Có lẽ Tây Mạc Vương đã biết chuyện quặng mỏ bị cướp, hắn tức giận nên muốn xuất thủ bắt dương hồn. Đối mặt với âm hồn mạnh như thế, Lăng Hàn lựa chọn nhượng bộ lui binh. Ngược lại thích vĩnh minh chạy không được, sau này sẽ tính sổ với hắn. chương 4449, Công Chúa Điện Hạ Lăng Hàn cùng Chỉ Huyên trốn đi, bọn họ bắt đầu luyện hóa U Linh Hồn Tinh. Bọn họ có dã tâm, còn muốn cướp đoạt U Linh Hồn Tinh mấy lần, bởi vì Tây Mạc Vương sẽ tự mình tỏa trấn nơi này sao? Lại nói, cho dù hắn tự mình tỏa chấn, hắn ở lại bao nhiêu ngày. Hơn nữa nếu cường độ linh hồn của bọn họ bạo tăng, cho dù là âm hồn cấp giáo chủ thì thế nào, bọn họ không sợ. Ba ngày sau, Lăng Hàn cảm ứng có người tiếp cận. Hắn đứng lên bày ra tư thế phòng bị, có địch nhân, chỉ huyên hỏi, cường độ linh hồn của nàng không cao như Lăng Hàn. Còn không biết, nhưng có người tới. Lăng Hàn nói, hắn vừa dứt lời, có ba người bước vào khu vực này. Công chúa Điện Hạ, không đợi Lăng Hàn hoặc Chỉ Huyên mở miệng, ba người kia bước tới thật nhanh, bọn họ hưng phấn khi nhìn thấy Chỉ Huyên. "A, à, công chúa." Lăng Hàn sững sờ, mặc dù hắn biết Chỉ Huyên có địa vị không thấp trong Đông Lâm đế tộc, nhưng hắn còn đánh giá thấp, đối phương lại là công chúa của Đông Lâm đế tộc. "Chờ chút, cho dù là một đế tộc, bọn họ có bao nhiêu công chúa?" Chỉ Huyên cau mày, nhưng những người này đã nói ra thân phận của nàng, nàng không chối bỏ, gật đầu nói. "Các ngươi tiến vào thế nào?" Công chúa điện hạ mệnh bài mấy tộc nhân đi theo ngài đã nát, chỉ có ngài vẫn còn. Cho nên, lão tổ trong tộc không yên lòng, lệnh cho chúng ta tiến vào tìm kiếm điện hạ. Một người nói, trì huyên gật đầu, chúng ta tiến đánh quặng mỏ thất bại, tổn thất nặng nề. Điện hạ, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Ta tự có suy tính. Trì huyên nói, đúng vậy, ba người đều tuân lệnh. Một người trong đó nhìn về phía lăng hàn, hừ một tiếng, nói. Lớn mật, dám tùy ý ngồi trước mặt điện hạ, còn không mau mau đứng lên. À, ta ngồi thì liên quan gì tới ngươi? Lăng Hàn bĩu môi, hắn nhìn sang người kia, xem ra có người thích ăn đòn. Chỉ huyên biết ngạo khí và thực lực của Lăng Hàn, lập tức quát. Vị này là đinh nhất đinh huynh, không được vô lễ. Vâng công chúa, người kia vội vàng kho người đáp ứng, xem ra vuốt mông ngựa lại vuốt nhằm đùi ngựa. Đinh huynh, thất lễ. Chỉ huyên nói xin lỗi Lăng Hàn, nhìn thấy công chúa nhà mình để mắt tới Lăng Hàn, ba người kia kinh hãi, phải biết rằng bọn họ là người đế tộc mà chỉ huyên lại là Minh Châu trói mắt trong tộc, hiện tại chủ động xin lỗi người khác. Quá dọa người, đinh nhất này có gì đặc biệt hơn người sao? Lang Hàn cười nói, xem mặt mũi công chúa Điện Hạ, quên đi, hắn nhấn mạnh bốn chữ công chúa Điện Hạ. Chỉ huyên cười cười, đinh huynh trách ta tận lực che giấu. Xin hỏi công chúa Điện Hạ, chỉ huyên không phải tên thật của ngươi đúng không? Lang Hàn hỏi lại, đinh huynh, đinh nhất cũng không phải tên thật của ngươi đúng không? Chỉ huyên đối trọi gay gắt lăng hàn thầm trách chính mình đặt tên quá mức tùy ý nhưng hắn ra mặt dày cỡ nào hắn nói đương nhiên là là tên thật của ta đinh nhất ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ chị huyên cười nói được rồi kiểu gì thì ngươi cũng sẽ biết chị huyên không phải tên thật của ta đó là tên của biểu muội ta tên của ta là chị mộng hàm a à, đế nữ của đông lâm đế tộc sao nhưng vư vật bài danh thứ ba tuyệt sắc bảng có tướng mạo như thế lăng hàn trêu chọc nói nếu công chúa Điện Hạ chỉ như thế, ta tuyệt đối không làm dễ hiền rồi. Lớn mật, ba người đông lâm đế tộc cùng quát lớn, chỉ mộng hàm khoát khoát tay, thật sự có lỗi, lớn lên không như ý muốn, làm đinh huynh tiếc nuối. Lăng Hàn lại hoảng hốt, lúc trước hắn cố ý ở kích thích vị đế nữ này, không nghĩ tới lòng dạ nàng thâm trầm như thế, nàng không trúng chiêu. Có thể trở thành đế nữ, quả nhiên không chỉ có thiên phú kinh người, tâm tính cũng phải hơn người. Hy vọng sau khi linh hồn trở về, có thể trao đổi với điện hạ thật tốt. Lăng Hàn nói, có cơ hội, có thể. Chỉ mộng hàm nói, nữ tử này thật trầm ổn, giống như bách độc bất xâm, không biết đại hắc cầu tới đây có làm nàng thất thố hay không. Chúng ta nắm chắc thời gian luyện hóa u linh hồn tinh, chờ linh hồn đủ cường đại, có lẽ chúng ta không cần sợ âm hồn hóa linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Chỉ mộng hàm nói, được, hai người lại bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh, thời gian gần một tháng qua đi, bọn họ cũng luyện hóa toàn bộ u linh hồn tinh. Lăng Hàn nhướng mày, nói, chúng ta có thể trở về một lần hay không? Dù sao chúng ta đã rời khỏi nhục thân quá lâu, không có linh hồn mang tới sức sống, nhục thân sẽ dần dần khô héo. Chỉ mộng hàm cười một tiếng, quên nói cho Đinh Huynh biết, thời gian nơi này khác với Dương Giang. Nơi này trôi qua 10 ngày, Dương Giang chỉ trôi qua một ngày mà thôi. a à, Lăng Hàn nhìn về phía chỉ mộng hàm, đế nữ cố ý che giấu tin tức trọng yếu như vậy, có dụng ý gì? Đinh Huynh, ta chỉ là quên nói mà thôi, người cũng không hỏi đúng không? Chỉ mộng hàm cười nói, tin người mới có quỷ. Lăng Hàn thở dài, vưu vật trên tuyệt sắc bảng không chỉ có sắc đẹp kinh người, hơn nữa còn thông minh đến mức làm người ta đau đầu như vậy hay sao? Không thể đơn thuần giống hổ nữ, không thể cao ngạo như nữ hoàng, dùng hết tất cả trí thông minh vào việc lục đục với nhau, thật mệt mỏi. Cường độ linh hồn của ngươi hiện tại đạt tới cấp độ gì? Lăng Hàn hỏi, chân ngã cảnh trung kỳ. Chỉ mộng hàm nói, ngươi thì sao? cao hơn ngươi một chút, hậu kỳ, chỉ mộng hàm trầm ngâm, mặc dù thực lực của chúng ta có tăng lên nhất định, nhưng chúng ta không thể địch lại âm hồn hóa linh trung kỳ, huống chi còn có hóa linh hậu kỳ. Muốn lớn mạnh linh hồn, hoặc là săn giết âm hồn chân ngã cảnh hoặc cướp đoạt u linh hồn tinh, dường như chúng ta đã tiến vào ngõ cụt, chúng ta đánh chủ ý âm hồn hóa linh cảnh. Lang Hàn nói, ta có một pháp, cần hai người đồng tu, cùng thi triển sẽ có uy lực vô tận. Chỉ mộng hàm dừng một chút, nói, Đinh Huynh, không biết ngươi có muốn học hay không? a à, đây là thiên hoa bảo thuật sao? Lăng Hàn lập tức gật đầu. Tốt, bất kể có phải hay không, học nhiều kỹ pháp cũng không phải chuyện xấu. Điện hạ, ba người đông lâm đế tộc lại lo lắng, đây chính là đế thuật, làm sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Chỉ mộng hàm không thèm quan tâm, nói, người cũng đoán được, đó chính là thiên hoa bảo thuật. Đế thuật sao, lăng hàn xoa xoa tay, hắn rất chờ mong. Không sai, chỉ mộng hàm gật đầu, nói, đây là do Đông Lâm Tổ Vương sáng tạo, nhưng ngay từ đầu, người tộc ta không thể học được, về sau xuất hiện một tổ tiên thánh nhân kinh tài tuyệt diễm, hắn nói thiên hoa bảo thuật quá mức cường đại, không phải Tổ Vương không có khả năng một người thi triển, cho nên tách ra làm hai, hai người cùng liên thủ thi triển mới được. Nghe nàng nói như thế, Lăng Hàn nói, nếu như tư chất kém một chút, ba người liên thủ, bốn người liên thủ thi triển cũng được. Chương 4450, Thiên Hoa Bảo Thuật. Lăng Hàn vừa nói ra lời này, cho dù chỉ mộng hàm và những người kia đều ngạc nhiên. Nhất là ba người kia, vẻ mặt bọn họ ngạc nhiên như gặp quỷ. a à, các người đây đụng phải quỷ. Đinh huynh, người có thể suy một ra ba. Chỉ mộng hàm gật đầu, nói. Không sai, thiên hoa bảo thuật có thể hai người thi triển, cũng có thể ba người thi triển, thậm chí trăm người thi triển. Đây là đế thuật lưu truyền rộng rãi trong tộc ta, bình thường dùng 10 người làm một tổ thi triển, liên thủ uy lực lớn kinh người. Lăng Hàn cười ha ha, thì ra hắn chỉ tùy tiện nói ra lại nói chúng, hắn quá thiên tài. Tới tới tới, công chúa điện hạ, bây giờ chúng ta xong tu đi. Chỉ mộng hàm lườm hắn, gia hỏa này nhất định cố ý, bọn họ là hợp tu bảo thuật, không phải xong tu, đúng là không có ra mặt. Tốt, ta sẽ truyền bảo thuật cho ngươi. Nàng nói, công chúa điện hạ, ba người chỉ ra khác hô lớn, các ngươi đừng giật mình sướng sở được không, sẽ hù người khác sợ đấy. Lăng Hàn lập tức trách mắng, đúng vậy, bọn họ ngăn cản hắn học bảo thuật, chỉ mộng hàm khoát tay. Không sao, ta tự có chừng mực, nàng chỉ dạy lang hàn nửa bộ thiên hoa bảo thuật chứ không phải hoàn chỉnh. Chỉ học được nửa bộ đế thuật nhưng đơn độc thi triển sẽ không có uy lực. Trong lịch sử, chỉ Gia cũng từng truyền thụ nửa bộ đế thuật cho người ngoài, nhưng vô số năm qua đi, thiên hoa bảo thuật vẫn là tuyệt học thuộc về chỉ Gia, căn bản không có người ngoài thi triển. Chỉ mộng hàm bắt đầu truyền thụ thiên hoa bảo thuật cho Lăng Hàn, đây là một môn đế thuật, càng nhằm vào linh hồn, uy lực lớn kinh người, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào thi triển một mình, chỉ có thể dựa vào số người để đền bù. Người tu luyện càng thiên tài, số người thi triển bảo thuật càng ít. Chỉ Mộng Hàm là đế nữ, thiên phú của nàng không kém đi nơi nào mà Lang Hàn lại có thể đánh bẹp đế tử, không cần nói thiên phú và thực lực, thiên phú của hắn đỉnh cấp nhất thế gian. Hai người bọn họ còn không đủ tư cách hợp tu thiên hoa bảo thuật, vậy trên đời này không có thiên tài nào có tư cách. Chỉ Mộng Hàm truyền khẩu quyết trong đó liên quan tới lượng lớn kết ấn, hồn lực vận chuyển, phức tạp không gì sánh kịp, cho dù là thiên tài như Lăng Hàn cũng cảm thấy đau đầu. Quá phức tạp, đây là đồ vật người ta có thể hiểu hay sao? Lăng Hàn ổn định tâm thần, hắn cố gắng thăm dò cẩn thận, từ đó tìm ra thứ hạch tâm, lại dùng nó tiến hành mở rộng ra. Chỉ mộng hàm từ nhỏ đã tu luyện môn đế thuật này, bởi vậy, nửa bộ của nàng không có vấn đề gì, chỉ chờ Lăng Hàn có chút nắm giữ thì hai người có thể hợp luyện. Tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này khác dương gian, có thể nói là nơi tốt để ngộ đạo. a à, phòng thời gian trong tinh võng tham khảo nơi này sao? Lạc đề, lạc đề, lăng hàn vội vàng thu liếm tâm thần, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thiên hoa bảo thuật. Hừ, muốn tu hai người liên thủ thi triển thiên hoa bảo thuật, yêu cầu này quá cao. Một người chỉ ra cười lạnh nói, nếu ta nói, hắn có thể tu luyện tới tiểu thành trong ba năm đã là không tệ rồi. Cho dù thời gian nơi này trôi nhanh, vậy ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng. Người còn lại nói, có lẽ hắn cần thời gian dài hơn. Người thứ ba nói, chỉ mộng hàm không vui, quát khẽ, lui ra, ba người kia run rẩy biết đã chọc giận vị đế nữ này, bọn họ vội vàng cung kính lui lại. Sau ba tháng, Lăng Hàn đã tìm ra điểm mấu chốt, lại qua một tháng, hắn đã có chút thành tựu. Lăng Hàn rất vui mừng, hắn lại không lộ ra ngoài mặt, nói với chỉ mộng hàm. Ta tu nửa bộ quá khó khăn, không bằng chúng ta trao đổi một chút nếu có đại hát cầu ở đây khẳng định nó sẽ vô cùng vui vẻ bởi vì đã đạt tới chân truyền vô sỉ của cầu ra chị mộng hàm lại không mắc mưu hai bộ phận thiên hoa bảo thuật đều giống nhau ta không tin ngươi cho ta xem một chút lăng hàn đùa nghịch vô lại chị mộng hàm lắc đầu đinh huynh người đã tu thành nửa bộ thiên hoa bảo thuật kia đúng không cái gì ba người chỉ ra kinh hãi việc này quá đáng sợ chỉ mới bốn tháng đã nắm giữ thiên hoa bảo thuật phải biết cho dù là đế nữ của bọn họ kỳ tài ngút trời như chỉ mộng hàm cũng bỏ ra hai năm mới thành công. Lăng Hàn thở dài, nữ nhân này quá thông minh, không dễ lừa. Khổ khổ, làm sao có thể? Lăng Hàn lắc đầu, nói, nên cho ta xem nửa bộ thiên hoa bảo thuật kia, nói không chừng có thể loại suy, có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Chỉ mộng hàm làm như không nghe thấy. Đinh huynh, đến, hợp tu bảo thuật đi. Khốn kiếp, người có nghe ta nói hay không? Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn không tiếp tục giả vờ nữa hai người bắt đầu hợp tu bảo thuật lăng hàn không thể không bội phục lúc trước vị thánh nhân tách đế thuật gia chính là thiên tài hắn sở tu thiên hoa bảo thuật vô cùng phức tạp nhưng uy lực đánh ra nhỏ đến mức thương cảm nhưng hợp tu với chỉ mộng hàm thì uy lực sẽ khác biệt uy lực này vượt xa yêu hầu quyền vì cái gì chẳng lẽ đông lâm tổ vương mạnh hơn đấu chiến thánh hoàng không có khả năng lăng hàn lắc đầu tổ vương nếu là đỉnh cao nhất của tiên lộ có người nào không phải thiên tài trong thiên tài có ai yếu hơn người khác Đứng trên độ cao như thế, sáng lập kỹ pháp không giống nhau nhau nhưng uy lực không khác nhau. Vì cái gì thiên hoa bảo thuật vượt qua yêu hầu quyền? Thứ nhất là hai người thi triển, uy lực khi liên thủ sẽ lớn hơn một người. Thứ hai, đế thuật quá cường đại, không đến cảnh giới này thì không nhìn thấy chân tùy, bọn họ có thể phát huy bao nhiêu uy lực chứ? Lăng Hàn tin tưởng, nếu như Đông Lâm Tổ Vương thi triển thiên hoa bảo thuật và đấu chiến thánh hoàng phát động yêu hầu quyền va chạm nhau, có lẽ sẽ không phân cao thấp. Đáng tiếc, đế không thấy đế, không có khả năng đánh nhau một trận, không thể xem ai mạnh nhất phản cổ. Lăng Hàn thu hồi suy nghĩ, hắn chuyên tâm hợp tu bảo thuật với Trì Mộng Hàm. Lại trôi qua một tháng, hai người đã là sinh ra đủ ăn ý. Không có biện pháp, hai người bọn họ hiện tại là linh hồn thuần phí, có thể không ăn ý hay sao? Hiện tại, chúng ta có thể địch nổi hóa linh sơ kỳ. Trì Mộng Hàm nói, Lăng Hàn gật đầu, thiên hoa bảo thuật quá khủng bố, khi hai người liên thủ có thể đối kháng âm hồn hóa linh sơ, đây chính là trọi cứng, mà không phải dựa vào năng lượng hủy diệt dọa đối phương không dám chiến đấu. Hiện tại, chính diện sử dụng Thiên Hoa Bảo thuật chống lại Âm Hồn Hóa Linh Sơ Kỳ, sau đó hắn lại lấy năng lượng hủy diệt tiến hành oanh kích, giết Âm Hồn Hóa Linh Sơ Kỳ cũng không phải không có khả năng. Đi, chúng ta đi Quặng Mỏ, bọn họ lại tới Quặng Mỏ lần nữa, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ lại chờ Âm Hồn Hóa Linh Sơ Kỳ tới tọa trấn, lúc này bọn họ mới hành động. Lại là hai người các ngươi? Âm Hồn kia tức giận, các ngươi cố ý đúng không? thời điểm nó làm việc mới đi tới. Ta dễ ức hiếp như vậy sao? Lần này các ngươi tính sai, hiện tại không có một khối u linh hồn tinh nào cả. Hắn cười to, không có tính sai, chúng ta đến giết ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói, chương 4451, chờ cơ hội. Nghe Lăng Hàn nói thế, âm hồn hóa linh sơ kỳ càng tức giận. Bị hai người Lăng Hàn cướp đi khoáng thạch một lần, hắn đã bị Tây Mạc Vương mắng xối máu chó. Hiện tại hai người này không những chạy tới khi tới lượt nó tỏa chấn nơi này, càng nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn chém nó. Ha ha, dương hồn đều khoác lác như vậy sao? Các ngươi muốn chết? Nó lạnh lùng nói ra, xử lý nó. Chỉ mộng hàm nói, tốt. Lang Hàn liên thủ cùng nàng và phát động thiên hoa bảo thuật, hồn thể của bọn họ phát sáng, xoát xoát xoát, từng tia sáng chói mắt bắn ra ngoài. Âm hồn hóa linh sơ kỳ giật mình, cường độ hồn thể hai dương hồn kia chỉ là chân ngã cảnh, tại sao uy lực liên thủ lại đạt tới hóa linh cảnh, còn có thể sánh ngang với nó? Bất quá nó đương nhiên cũng không sợ âm hồn không sợ hãi nó đấu với lăng hàn và trì mộng hàm oanh 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 thi triển thần uy của thiên hoa bảo thuật một kích kích đánh âm hồn lảo đảo âm hồn có xu thế không địch lại cái kia đại quái hoảng sợ tại sao hai dương hồn này lại khủng bố như thế lăng hàn cười ha ha tay phải liên thủ thi triển thiên hoa bảo thuật với trì mộng hàm tay trái lại mang theo năng lượng hủy diệt tấn công âm hồn hóa linh cảnh đây là muốn mạng của âm hồn Ban đầu âm hồn đã cố hết sức khi đối phó hai người, hiện tại lại thêm năng lượng hủy diệt, việc này không khác gì cọng rơm đè chết lạc đà. Nó không dám chiến và xoay người bỏ chạy, lăng hàn và chỉ mộng hàm không cho nó như ý, thiên hoa bảo thuật phát huy vây khốn nó vào giữa, sau đó năng lượng hủy diệt phát huy tiêu diệt hồn phách của nó. Hồn thể hóa linh cảnh rất mạnh nhưng không chịu nổi tiêu hao, cho nên qua nửa canh giờ, nó đã bị lăng hàn cùng chỉ mộng hàm mài chết. Ách, nó vốn là âm hồn, chết đến mức không thể chết thêm nữa, từ mài chết cũng không thỏa đáng, tóm lại, lúc này nó thật sự biến mất, không còn trong thiên địa. Chúng ta có thời gian 10 ngày, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm xuất thủ tiêu diệt toàn bộ âm hồn đang khai thác mỏ, sau đó Đông Lâm đế tộc đã sớm phái lượng lớn thành viên tới thay thế thợ mỏ lúc đầu, bắt đầu đào bới điên cuồng. Lần tiếp theo Tây Mạc Vương phái người tới sẽ là chuyện 10 ngày sau, đó là âm hồn hóa linh trung kỳ, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm liên thủ nhiều lắm chỉ đánh ngang tay chứ không thể tiêu diệt. Cho nên, đến lúc đó đối phương vừa rút đi, Tây Mạc Vương sẽ đến, lúc đó toàn quân Lăng Hàn sẽ bị diệt. Bọn họ liều mạng đào trong 10 ngày, nhân thủ của bọn họ nhiều nên hiệu suất còn cao hơn so với âm hồn khai thác, Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm tự thân ra trận, bọn họ đang liều mạng khai thác. Bọn họ đều là hồn thể, thì triển hồn thuật sẽ tiêu hao hồn lực của đối thủ, nhưng đối với núi đá chung quanh, hiệu quả sẽ kém rất xa, thủ đoạn tốt nhất chính là hồn khí đào. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, bọn họ đã đào ra một đống lớn u linh hồn tinh, âm hồn hóa linh cảnh thủ hạ của Tây Mạc Vương cũng tới. Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm liên thủ xuất chiến, mặc dù bọn họ có thể đối địch với âm hồn nhưng không thể vây khốn, dù sao cũng thua kém một tiểu cảnh giới nhưng đó là cái rãnh rất rộng. Cuối cùng, âm hồn bị năng lượng hủy diệt dọa chạy. Rút lui, hiển nhiên, âm hồn tới tiếp theo là hóa linh hậu kỳ, thậm chí có khả năng Tây Mạc Vương tự mình xuất thủ, lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Lại nói, bọn họ khai thác 10 ngày qua đã đủ nhiều. Bọn họ vừa mới rút đi, Phần lớn người trì gia đã trở về, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm có ý định lưu lại nơi này một thời gian. Trong phân phối u linh hồn tinh, Lăng Hàn cầm 3, trì gia cầm 7. Nhìn thì không công bằng với Lăng Hàn nhưng nơi này chính là địa bàn của trì gia, thứ hai trì gia cũng xuất động rất nhiều nhân thủ tiến hành đào bới, nếu chỉ có Lăng Hàn, hắn không thể thu được nhiều như thế. Kỳ thật, hắn chiếm được 3 thành là kết quả do trì Mộng Hàm tranh thủ, bằng không hắn đạt được một thành là tốt rồi. Đối với chuyện này, Lăng Hàn rất cảm khái. Trình Mộng Hàm rất biết làm người, đại khí, có lẽ tiền đồ tương lai rất kinh người. Hai người đều mang dã tâm lớn, thậm chí muốn xử lý cả Tây Mạc Vương, nhưng cường độ hồn thể của bọn họ phải tăng lên hóa linh cảnh mới được. Cho nên, bọn họ bắt đầu liều mạng luyện hóa u linh hồn tinh. Nhưng cường độ hồn thể của Lăng Hàn đạt tới chân ngã cảnh đỉnh phong thì hắn phát hiện, chính mình không thể tiến thêm một bước. Giống như cường độ linh hồn kẹt ở chân ngã cảnh lúc trước, đánh giết âm hồn bình thường sẽ không có hiệu quả, hiện tại cũng ngà như thế không chỉ là hắn, chỉ mộng hàm cũng giống vậy. Chuyện này nói rõ một điểm, U Linh Hồn Tinh đã gia tăng hồn lực của bọn họ tới mức cao nhất, đó chính là chân ngã cảnh đỉnh phong. Hiện tại, bọn họ liên thủ cũng có thể địch nổi âm hồn hóa Linh đỉnh phong, nhưng đối mặt với âm hồn cấp giáo chủ, bọn họ chỉ có thể chạy trôi chết, bởi vì không địch lại. Khó trách những âm hồn hóa Linh cảnh trông coi U Linh Hồn Tinh lại không nghĩ biển thủ, bởi vì thứ này không còn tác dụng với chúng. Lăng Hàn còn có rất nhiều U Linh Hồn Tinh, đương nhiên hắn sẽ mang ra ngoài cho đám người nữ hoàng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ rút đi như vậy sao? Chỉ mộng hàm cảm thấy không cam tâm, nếu như có thể xử lý Tây Mạc Vương, toàn bộ quảng mỏ sẽ thuộc về trì gia, đến lúc đó thế hệ trẻ trì gia sẽ tu hành linh hồn đến mức kinh người, sẽ vượt xa cùng thế hệ. Lăng Hàn không nói, qua một lúc sau hắn mới nhìn sang chỉ mộng hàm, chỉ thấy đối phương cũng nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, toàn bộ hồn thể đang phát sáng. Người nghĩ giống ta, hai người đồng thời nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói, Tây Mạc Vương vẫn dưỡng binh, sớm muộn gì cũng phát động chiến đấu, đến lúc đó chúng ta sẽ đi cướp. Rất hợp ý ta, Trì Mộng Hàm cười nói, hai người đều là kẻ cực kỳ lớn mật, hiện tại đã dám đánh cướp Tây Mạc Vương. Thương nghị thật kỹ, nếu phải chiến đấu thì có nhiều việc cần làm. Hai người vô cùng hưng phấn, hiện tại bọn họ chỉ kiêng kỵ âm hồn cấp giáo chủ, một khi Tây Mạc Vương khai chiến với các thế lực âm hồn khác, lực chú ý khẳng định sẽ đặt lên người âm hồn cấp giáo chủ đối địch đó là cơ hội giúp hắn đục nước béo cò. Đương nhiên, việc này cũng vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đều là dương hồn, cho dù cố ý áp chế khí tức, nhưng khi đến gần sẽ bị nhìn thấy rõ ràng. Nhưng đây là cơ hội tuyệt vời, bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Thời gian nơi này trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn bắt đầu thôi diễn trận pháp, hắn lại hợp tu thiên hoa bảo thuật với chỉ mộng hàm, tận khả năng đào móc ra ảo diệu bên trong. Đây là đế thuật, không nói quá lời, cho dù khổ tu cả đời cũng chưa chắc hiểu rõ. Thời gian một tháng qua đi, rốt cuộc hai người cũng tìm được cơ hội. Tây Mạc Vương phát binh đánh Hà Thần Vương, chương 4452, đục nước béo cò. Cơ hội đã đến, Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm đang mài đao của mình, đây là cơ hội tốt giúp bọn họ đột phá hóa linh cảnh, làm cho hai người cảm thấy đáng tiếc chính là, bọn họ không nên chém giết âm hồn hóa linh sơ kỳ sớm như vậy, mà là dùng nó để đột phá. Hiện tại hối hận đã muộn, may mắn chính là, bọn họ muốn đột phá cũng không phải giết âm hồn hóa linh cảnh, chỉ cần giết âm hồn chân ngã cảnh là được bọn họ kiên nhẫn chờ đợi sau một tháng chỉ thấy tây mạc vương thống quân xuất trinh tất cả cao thủ trong tay cũng xuất động ngay cả quảng mỏ cũng không ai khai thác không người trông coi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này chỉ mộng hàm lại gọi người trong gia tộc đào quảng mà nàng và lang hàn xuất phát đi theo đội ngũ tây mạc vương đại quân đi ba ngày phía trước xuất hiện một nhánh quân đội khác thấp nhất đều là cấp bậc sinh đan hai bên không nói nhảm cái gì hai quân bắt đầu khai chiến Oanh, chủ soái hai bên động thủ với nhau, đều là âm hồn cấp giáo chủ, hai bên vừa đấu nhau, âm hồn bốn phía ngã xuống liên tục, các âm hồn còn sót lại tránh xa, bởi vì tới gần sẽ chết. Cơ hội, Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm nhìn nhau, bọn họ liên thủ xông tới. Giết, bọn họ phát động thiên hoa bảo thuật, từng tia sáng rực rỡ tiêu diệt âm hồn bốn phía. Chỉ là dương hồn lại dám đến đục nước béo cò, một âm hồn cường đại giết tới, đây chính là âm hồn cấp bậc hóa linh, hơn nữa còn là hậu kỳ. Lăng hàn và chỉ mộng hàm đối đầu âm hồn kia chỉ thủ không công bọn họ liên tục đại khai sát giới âm hồn yếu hơn vô số âm hồn ngã xuống trong đó không thiếu chân ngã cảnh từ đó cường độ linh hồn của Lăng Hàn cùng chỉ mộng hàm bắt đầu tăng lên đang xung kích cảnh giới hóa linh cảnh trong chiến tranh lần này có thể tăng lên không chỉ có bọn họ có thể nhìn thấy không ngừng có âm hồn sinh đan cảnh đột phá đột phá chân ngã cảnh mà chân ngã cảnh đột phá đến hóa linh cảnh đây chỉ là tương đối âm hồn đột phá hóa linh cảnh ít đến thương cảm oanh một đạo khí thức ba động sinh ra chỉ thấy một âm hồn hóa linh đỉnh phong đã hoàn thành đột phá một lần hành động nhảy vào cấp độ giáo chủ cấp nhưng điểm xấu của nó bắt đầu tây mạc vương cùng hà thần vương đang kịch chiến dừng tay sau đó chúng tấn công âm hồn cấp giáo chủ kia cả hai đều liên thủ với nhau thực lực của bọn nó vượt xa tiểu thừa cảnh sơ kỳ hơn nữa còn là hai âm hồn liên thủ âm hồn cấp giáo chủ mới đột phá không địch nổi không hơn trăm chiêu đã bị xé nát Hồn thể của nó tràn ra bị Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương hấp thu, từ đó thực lực của chúng tăng lên một đoạn. Thấy cảnh này, Lăng Hàn mắng một câu, sau đó nhìn về phía Trì Mộng Hàm, hai người cùng trao đổi ý niệm. Chuyện này có phải Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đã thương lượng xong hay không, đối địch chỉ là biểu hiện giả dối, mục đích thực sự chính là muốn thủ hạ trưởng thành cung cấp bọn nó thôn phệ. Có lẽ còn có các âm hồn khác cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ chiến hỏa đang nổ ra, không ai có thể quay đầu lại được nếu không sẽ bị vô số âm hồn bao phủ. Mặt khác, mỗi âm hồn còn sống sẽ mạnh hơn, đây chính là dụ hoặc cường đại, làm cho bọn chúng không muốn từ bỏ. Mạnh lên, đây là khát vọng từ trong thực chất của chúng. Chuyện không đúng lắm, chúng ta đột phá hóa linh cảnh thì đi. Được, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đã định ra mục tiêu, mặc dù chiến đấu ở chỗ này thời gian càng dài càng tốt, nhưng lòng tham không đáy sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Hai người đều có đại trí tuệ, cũng có đại quả quyết, biết nơi này không phải đất lành không thể ở lâu không bao lâu lại có một con âm hồn hóa linh cảnh đột phá nhưng lập tức bị vận mệnh giống con trước bị tây mạc vương liên thủ với hà thần vương đánh giết bọn nó giống như đang nuôi sâu độc chờ đợi người mạnh nhất xuất hiện sẽ giết chết và thôn phệ đột nhiên lăng hàn nghĩ đến âm phủ không phải chỉ có âm hồn giáo chủ như vậy âm hồn tôn giả và thánh cấp ở đâu có phải chúng đang nấp trong bóng tối chờ đợi âm hồn cấp giáo chủ ấp đột phá sau đó chúng sẽ liên thủ biến những âm hồn kia thành chất dinh dưỡng mẹ nó nơi này quá loạn tái chiến một hồi lăng hàn và trì mộng hàm đều phát sáng bọn họ đột phá hóa linh cảnh không thể lòng tham không đáy hai người nhìn nhau sau đó rời đi hừ còn muốn chạy một tiếng cười lạnh vang lên chỉ thấy tây mạc vương bỏ qua hà thần vương và đuổi giết hai người đến đều tới các ngươi lưu lại đi nó vươn bàn tay che khuất bầu trời bàn tay còn có vô số ấn ký đang lưu động Lăng Hàn và Chỉ Mộng Hàm vội vàng thi triển Thiên Hoa Bảo Thuật, đương nhiên đế thuật bất phàm, ánh sáng vô tận tỏa sáng, chiến lực của bọn họ đạt đến cấp bậc giáo chủ. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ chỉ sánh ngang tiểu thừa cảnh sơ kỳ, thực lực của Tây Mạc Vương lại là tiểu thừa cảnh trung kỳ, chênh lệch này quá lớn. Bành, chỉ một kích của nó, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm bị đánh bay ra ngoài. Đi, mặc dù hồn thể của hai người chấn động mạnh, còn không chờ khôi phục lại, bọn họ đã bỏ chạy. Đi được sao, Hà thần vương cũng giết tới, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Đúng là đáng tiếc, dương hồn mỹ vị như thế lại bị ăn vào thời điểm nhỏ yếu, nếu chờ đến tiểu thừa cảnh, như vậy mới thật sự là món ngon. Hừ, hai dương hồn này nắm giữ rượu pháp, chờ bọn chúng tiến vào tiểu thừa cảnh, ngươi là đối thủ của bọn chúng hay sao? Tây Mạc Vương nói, cũng phải, Hà thần vương gật đầu, khốn kiếp, quả nhiên hai âm hồn này đã sớm cấu kết với nhau, cái gọi là chiến tranh chỉ là nuôi sâu độc mà thôi. Lăng Hàn và chỉ Mộng Hàm nào dám ham chiến, bọn họ vội vàng chạy trốn. Nhưng thua kém cảnh giới quá lớn, tốc độ của bọn họ không thể sánh bằng Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương, cho nên hai người bị đuổi kịp. Lăng Hàn vừa oanh kích vừa nói, hai người quỷ vương các ngươi an tâm đuổi theo như vậy sao? Không sợ đám tiểu đệ có kẻ đột phá cấp giáo chủ, vụng trộm chạy đi, tự lập môn hộ hay sao? Hừ, giết hai người các ngươi không mất bao nhiêu thời gian. Tây Mạc Vương không quan tâm, tay trái của Lăng Hàn chấn động, oanh năng lượng hủy diệt sôi trào hắn cao ngạo nói vậy các ngươi thử xem nhìn thấy năng lượng màu đen kia tây mạc vương cùng hà thần vương lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ mặc dù lăng hàn yếu đến mức không chịu nổi một kích năng lượng màu đen lại vô cùng kinh khủng đối với bọn họ mà nói đây là đại sát khí bọn họ rất sợ hãi thế nào lăng hàn thản nhiên nói các ngươi có khả năng giết chúng ta việc này cần bao nhiêu thời gian thì không biết hơn nữa nếu ta liều mạng trong các người khẳng định có một trọng thương, đến lúc đó. Ha ha, không biết người còn lại có nói nhân nghĩa hay không. Hắn vừa nói ra lời này, Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đều do dự. Chương 4453, khuyên lui. Mặc dù Lăng Hàn nói quá lời nhưng không phải không có lý. Mặc dù dương hồn không mạnh, hơn nữa năng lượng màu đen cũng không phải rất cường đại, nhưng chỉ một chút xíu cũng là tổn thương với bọn họ, nhưng bọn họ bị thương một chút xíu cũng làm thực lực hai âm hồn cấp giáo chủ sinh ra biến hóa một khi cân bằng phá hư bọn họ không còn là hợp tác mà là ngươi sống ta chết cho nên các ngươi nên đi thu hoạch thủ hạ của các ngươi đi lăng hàn lại nói ý kiến của mình lần nữa tây mạc vương cùng hà thần vương nhìn nhau bọn họ không cam lòng nhìn dương hồn đào tẩu món ngon như vậy thả đi quá mức đáng tiếc hơn nữa việc này liên quan tới mặt mũi nhưng lăng hàn nói không sai từ đó hình thành cục diện bế tắc hai đại âm hồn đều quả quyết bọn họ ấp ủ trận chiến tranh này đã lâu Tuyệt đối không thể bởi vì hai dương hồn mà xuất hiện sai lầm. Đi, Lăng Hàn thở ra, hắn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, phát hiện đối phương đã đổ mồ hôi lạnh, mặc dù bọn họ đều là hồn thể. Bọn họ không dám chờ ở đây, ngược lại đã thành công tăng cường hồn thể lên hóa linh cảnh, đã đạt được mục, như vậy không cần thiết phải chờ ở đây nữa. Hai người quay lại, bọn họ tiến vào nơi ban đầu, sau đó phát ra tín hiệu, cường giả Đông Lâm đế tộc lập tức điều khiển hồ lô hút bọn họ vào trong. Lập tức lăng hàn phát hiện thân thể của mình nhẹ đi và không còn trói buộc dường như hắn rất thân cận với thiên địa hắn hoàn toàn không nghĩ trở về thể xác chính mình như vậy hắn sẽ bị trói buộc nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện sẽ bị hắn áp chế không có nhục thân hỗ trợ hắn còn tu luyện thế nào chỉ có linh hồn chẳng khác gì lục bình không dễ không có khả năng lâu dài hắn vội vàng trở về nhục thân của mình hòa vào trong thức hải ngay sau đó thức hải của hắn đau đớn như sắp nổ tung việc này rất bình thường hồn thể của hắn từ sinh đan cảnh tăng lên tới hóa linh cảnh cường đại hơn trước rất nhiều thức hải còn không thích ứng toàn thân hắn phát sáng hồn thể của hắn quá mạnh đã vượt xa cảnh giới lang hàn cố gắng thật lâu cuối cùng hắn cũng sơ bộ dung nhập với linh hồn nhưng muốn hòa làm một thể như trước kia hắn cần phải tốn chút thời gian tại sao thiên kiêu của tộc ta chưa trở về có người hét lớn đây là người hộ đạo nói chuyện nhìn hắn già không tưởng tượng nổi khẳng định không thể nào là thiên kiêu của hôm nay tại sao đạo tử giáo ta chậm chạp không tỉnh lại lại có người hộ đạo gào lên hiển nhiên linh hồn của những người này đã bị âm phủ tiêu diệt vĩnh viễn không có khả năng còn sống trở về đông lâm đế tộc chỉ biểu thị tiếc nuối cũng không nói tới bồi thường cái gì bọn họ đã sớm biểu thị tiến vào âm phủ vô cùng nguy hiểm tự gánh lấy hậu quả nếu đổi thành thế lực khác có lẽ đằng xà thánh địa tam hoa giáo sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng đây chính là đế tộc a ai dám dương oai không sợ thánh nhân suốt thế càn quét tất cả hay sao? Bởi vậy, việc này có đánh rất răng cũng phải nuốt vào bụng. Lăng Hàn và Trì Mộng Hàm là người trở về chậm nhất, nhưng cũng không có muộn quá lâu, bởi vì thời gian khác nhau, cho dù bọn họ ở âm phủ 10 ngày, nơi này chỉ mới trôi qua một ngày mà thôi. Chỉ cần có thể còn sống trở về, người nào cũng đạt được chỗ tốt to lớn, cường độ linh hồn cũng đạt tới chân ngã cảnh. Việc này không phải chiến lực của bọn họ đột phá chân ngã cảnh, mà là đặt vững cơ sở thật kiên cố, một khi ngày sau bước vào chân ngã cảnh, chiến lực của bọn họ sẽ nghiền ép cùng thế hệ. Thiên kiêu cường đại không chết, ví dụ như Sa Dương, Dịch Viện Dung, Trúc Nghi Tu, bọn họ đều đạt được chỗ tốt kinh người, cả người tỏa ra hào quang, dường như tùy thời có thể bước vào chân ngã cảnh. Đinh Huynh, hoan nghênh trở về, thân Ngọc Đường đi tới, hắn cười nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng gật đầu, nhìn ra hỏa này một chút, hắn cảm thấy khí tức đối phương thâm trầm, thâm tàng bất lộ. Ha ha ha, các vị tiểu hiếu, chúc mừng các ngươi trở về, xem như các ngươi vượt qua khảo hạch thứ hai. Lão giáo chủ của Đông Lâm đế tộc nói, hắn nhìn sang những người nơi này, ánh mắt hắn dừng trên người Lăng Hàn một chút, mặc dù chỉ dừng lại một chút nhưng vẫn bị Lăng Hàn mẫn cảm phát hiện. Tiếp theo chính là khảo nghiệm cuối cùng, lão giáo chủ cười cười, tộc ta đúng lúc có một gốc mẫu thụ kết quả thành thục, chỉ kết ra 7 quả trái cây, cho nên, lần này dự định mời bảy tiểu hữu tiến vào tộc ta hưởng thụ tiên quả. Mẫu thụ, lập tức, ánh mắt mọi người tỏa sáng, mẫu thụ đấy một tinh thể chỉ có thể sinh ra một gốc ít nhất cũng là tiên thụ cấp bậc tôn giả kết xuất trái cây sẽ bổ dưỡng thế nào nhưng chỉ có bảy cái danh ngạch mọi người nhìn nhau những thiên tài sinh đan kia viên mãn tươi cười bảy người đó chắc chắn sẽ sinh ra trong bọn họ phó đạo đều là thực lực phi tôn nhưng cũng phải nhìn tiềm lực không thể bởi vì tu luyện sớm mấy năm cảnh giới càng cao thì nhất định sẽ mạnh nhất lão giáo chủ lại mở miệng nói cho nên tiếp theo các vị sẽ dùng toàn lực oanh kích huyền thiên thạch Huyền Thiên Thạch này là một thánh nhân tộc ta chế tạo, có thể kiểm tra tổng hợp tu vi, tuổi tác, chiến lược của các ngươi, cuối cùng sẽ định ra một mức tiềm lực. Chuyện này cũng không phải càng chính xác, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Nghe hắn nói xong, những sinh đan viên mãn kia cao mày, người cảnh giới thấp lại tươi cười. Chênh lệch thực lực, cảnh giới rất khó đuổi theo, nhưng so sánh tiềm lực thì khác biệt. đều là thiên tài vô thượng, ai sợ ai? Rất nhanh, một khối đá lớn được đưa vào trong quảng trường lão giáo chủ cười nói đây là tảng đá một vị thánh nhân tộc ta ngồi ngộ đạo ban đầu nó thường thường không có gì lạ cuối cùng lại biến thành trí bảo các ngươi cứ việc dùng toàn lực oanh kích mức tiềm lực sẽ biểu hiện bằng số sao số sao càng nhiều nói rõ tiềm lực càng cao xin hỏi tiền bối phải bao nhiêu ngôi sao mới hợp cách có người hỏi lão giáo chủ trầm tư một lúc nói phàm là người kiểm tra người đạt tới ba sao thành tựu thấp nhất cũng là giáo chủ mà năm sao sẽ trở thành tôn giả việc này càng làm mọi người cảm thấy hứng thú mặc dù bọn họ tin tưởng mình sẽ thành tôn giả nhưng có chứng cứ rõ ràng càng giúp bọn họ có thêm tự tin tiền bối không biết thiên tài quý tộc nhiều nhất đạt tới mấy sao lại có người hỏi ánh mắt lão giáo chủ sáng lên dường như nhớ tới người nào đó hắn nói tộc ta mạnh nhất người đã thắp sáng bảy ngôi sao t năm sao sẽ trở thành tôn giả bảy sao sẽ thành thánh là ai a à? lão giáo chủ cười một tiếng thành thánh không chỉ cần tiềm lực càng phải có vận khí, cho nên không nhất định, không nhất định. Mặc dù hắn nói không nhất định nhưng vẻ mặt đắc ý không nói thành lời. Chương 4454, Huyền Thiên Thạch. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, là tộc nhân nào của Đông Lâm đế tộc mà trâu bò như thế? Nếu không phải đế tử thì chính là đế nữ, hơn nữa còn là đương đại, bằng không lão giáo chủ sẽ có vẻ mặt nhớ lại, mà không phải lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo không gì sánh kịp như thế. Rốt cuộc là người nào? Lang Hàn nhớ tới một người chỉ mộng hàm, mặc dù chỉ tiếp xúc hồn thể của đối phương, nhưng Lăng Hàn có một loại cảm giác, nữ nhân này rất mạnh. Ha ha, các vị tiểu hữu, tới đi, lão giáo chủ thu hồi đắc ý, hắn vẫy tay với mọi người. Ta đến, lập tức có một tên nam tử đi ra, hắn là sinh đan trung kỳ, không tính là mạnh nhất trong đám người nhưng Huyền Thiên Thạch chỉ kiểm tra mức tiềm lực, tu vi cao thấp không phải mấu chốt. Như vậy đi, mỗi người sẽ có ba cơ hội xuất thủ. Lão giáo chủ nói trong ba lần này chỉ lấy một lần thành tích tốt nhất nhưng sau khi đánh xong không được lề mề vâng nam tử kia gật đầu sau đó ngưng thần tĩnh khí hắn suốt quyền đấm vào huyền thiên thạch một quyền này rất khủng bố hắn còn dẫn động năng lượng tầng thứ cao có từng đạo mạch văn phát sáng có ký hiệu kỳ diệu vỡ vụn hơn nữa còn tỏa ra khí tức kinh người oanh lúc hắn đánh ra một quyền này trên huyền thiên thạch tỏa ra hào quang sáng ngời không ai có thể mở mắt nhìn thẳng qua một lúc ánh sáng biến mất chỉ thấy nam tử kia vẫn duy trì tư thế đấm vào huyền thiên thạch, huyền thiên thạch lại không nhúc nhích. Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì huyền thiên thạch chỉ đặt lên mặt đất, lại không có pháp thuật gì cố định, một quyền mạnh như thế lại không ảnh hưởng gì đến nó. Đồ vật thánh nhân dùng qua quá thần kỳ, mọi người lại nhìn, chỉ thấy huyền thiên thạch xuất hiện từng ngôi sao, tổng cộng là ba ngôi sao, hơn nữa ngôi sao thứ ba sáng tối không ngừng, giống như có thể sẽ tắt vào bất cứ lúc nào. Nhưng ngôi sao cuối cùng lại ổn định và duy trì độ sáng. Ba sao, nam tử kia lộ ra vẻ mặt thất vọng, mặc dù từ kinh nghiệm của đông lâm đế tộc, thành tựu tương lai của hắn ít nhất là giáo chủ, nhưng hắn là thiên tài bài danh tốt 100 trên tinh võng giáo chủ không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Ha ha, tiểu hữu không cần để ý, còn hai cơ hội. Lão giáo chủ nói, cho phép sử dụng pháp khí nhưng không được kích hoạt, cho phép sử dụng pháp khí là vì không muốn những người sử dụng pháp khí cảm thấy thiệt thòi, mà không thể kích hoạt là vì công bằng. Bởi vì người tăng thêm pháp khí, chiến lực sẽ tăng thêm một đoạn hơn nữa lần này không phải so pháp khí nam tử kia gật đầu hắn lấy ra thanh kiếm và đứng im một lúc hắn đã xúc thế hoàn tất và chém ra lần nữa vẫn là ba sao ngôi sao thứ ba vẫn lấp lóe không ngừng ngay sau đó nó ổn định lại nam tử kia không tin tà hắn lại chém ra đại chiêu kết quả vẫn là ba ngôi sao hoàn toàn không có tư cách thắp sáng ngôi sao thứ tư hắn không phục hắn muốn đánh lần nữa nhưng có người đẩy hắn ra phế vật tránh ra một bên Người đẩy hắn là tráng hắn có vóc người cao lớn, tay phải đẩy người, tay trái đã oanh kích tảng đá. Miễn cưỡng bốn sao, nam tử trước đó muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy đối phương lại kích hoạt ngôi sao thứ tư, khí thế của hắn yếu lại, tăng thêm ánh mắt sắc bén của lão giáo chủ nhìn hắn, nội tâm hắn run rẩy và lựa chọn nén giận. Cuối cùng, tráng hắn kia cũng chỉ có thành tích bốn sao. Việc này không dễ dàng, tương lai cố gắng một chút, nói không chừng có thể trở thành tôn giả. Mọi người tiến lên kiểm tra, phần lớn người là ba sao, có ít người đạt tới 4 sao, những người đánh ra 4 sao đều vui vẻ. Tiên quả mẫu thuộc tiên trong tầm mắt, chậm rãi, đại đa số người đã kiểm tra, chỉ còn lại một ít người mà thôi. Những người này nha, không phải điệu thấp thì chính là trang bức. Lăng Hàn cũng ở trong đó, hắn không cho rằng mình trang bức, thật đấy, hắn chỉ điệu thấp mà thôi. Ta muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô, chúc nghi tu đi ra, hắn là sinh đan cảnh bài danh thứ tư trên tinh võng, cũng là sinh đan đệ nhất nhân đông thiên vực. Bởi vậy, nhìn thấy hắn đi tới, những người có thành tích bốn sao đều chú ý. Người này là đại địch của bọn họ, Trúc Nhi tu hơi tập trung sau đó hắn đánh ra một trường, oanh, huyền thiên thạch tỏa sáng và bay thẳng lên bầu trời, mọi người líu lưỡi và hoảng hốt. Nếu một kích này đánh trên người mình, chính mình có thể sống nổi hay sao? Nhưng Trúc Nhi tu mạnh như vậy, đó là bởi vì thiên phú của hắn, thứ hai cũng vì hắn đã đạt tới sinh đan viên mãn, hắn có thể tùy thời bước ra một bước kia và trở thành cường giả chân ngã cảnh. Nhưng thiên huyền thạch lại sinh ra năm ngôi sao, t, năm sao, việc này nói rõ thiên phú của hắn hơn xa người khác, tiềm lực kinh người. Chỉ cần ra hỏa này không chết hiểu, tương lai nhất định thành tôn giả. Mọi người không thể không hâm mộ, hiện tại cũng chỉ còn 10 người chưa kiểm tra, đánh ra năm sao, nói rõ hắn đã có tấm vé đi vào đông lâm đế tộc. Trúc Nghi Tu lại không hài lòng với thành tích này lắm, hắn chỉ có năm sao. Phải biết, Người đông lâm đế tộc đã đánh ra thành tích bảy sao, hắn còn kém đối phương như vậy hay sao? Hắn không tin, Trúc Nhi Tu lấy ra một cây côn màu tím, đây là pháp khí tam tinh, nhưng hắn không có kích hoạt, hắn sử dụng thánh thuật đánh vào huyền thiên thạch. Năm sao, vẫn chỉ là năm sao, dùng thánh thuật, chiến lực trực tiếp tăng lên hai tầng, thế mà chỉ là năm sao. Ha ha, đó chỉ là tiềm lực, cho nên dùng thánh thuật thậm chí đế thuật cũng không có thêm cái gì đâu. Lão giáo chủ cười nói. Câu nói này đã trực tiếp bỏ đi suy nghĩ thiên tài của Đông Lâm đế tộc sử dụng đế thuật. Trúc Nghi Tu lại đánh ra kích thứ ba, thành tích không có biến hóa, vẫn là năm sao, đành phải lui sang một bên. Đây đã là thành tích tốt nhất, trên mặt Trúc Nghi Tu không có vẻ gì là vui sướng nếu như trước đó không có người đạt thành tích tốt nhất là 7 sao, như vậy hắn khẳng định sẽ dương dương đắc ý, bởi vì lực áp các thiên kiêu. Ta đi thử một chút, dịch viện dung đi ra, nàng muốn mạnh hơn, nàng là sinh đan bài danh thứ ba tinh võng, lại là sinh đan đệ nhất nhân Tây Thiên Vực, chiến lực chí ít cũng đạt tới nhị thập trọng thiên. Nàng dùng cước, ầm, một kích đá vào huyền thiên thạch, tảng đá tỏa sáng rực rỡ. Năm sao, dịch viện dung cao mày, nàng vốn có lòng tin vượt qua Trúc Nghi Tu, chỉ ít cũng có thể đạt tới sáu sao, không nghĩ tới chỉ có thành tích giống Trúc Nghi Tu. Nàng lấy pháp khí giao anh kích hai lần kết quả, đều là năm sao. Lần này, tất cả mọi người đã chấn kinh, thì ra bài danh số một số hai tinh võng chỉ có thể đạt tới năm sao, từ đó nói rõ vị kia của Đông Lâm đế tộc rất kinh khủng. Không hổ là đế tộc, chương 4455, chuẩn 8 sao. Ha ha, có tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy Phó Hỏa Dương đi ra. Phó Hỏa Dương, đế tộc, đương nhiên, hắn chỉ là bàng chi đế tộc, nhưng có thể động hai tới chữ đế tộc đã mang theo ý nghĩa cường đại. Phó Hỏa Dương không có sử dụng pháp khí, mà là nhìn như rất tùy ý đánh ra một trường, huyền thiên thạch rung động sau đó sinh ra sáu ngôi sao. Ngóa, lập tức, Đám người phía dưới hô lớn, sáu sao, lại xuất hiện thiên tài 6 sao. Phó Hỏa Dương lại cao mày, trước khi kiểm tra, bất cứ người nào cũng cảm thấy mình rất trâu bò, nhưng lý tưởng luôn luôn trái ngược với hiện thực. 6 sao, còn kém hơn thiên tài Đông Lâm đế tộc một sao. Đừng nhìn chỉ có một sao, nhìn như không nhiều nhưng thiên kiêu đỉnh cấp như Dịch Viện Dung, chúc nghi tu cũng chỉ có 5 sao, có thể thấy được chênh lệch một sao to lớn đến cỡ nào. Phó Hỏa Dương đánh ra hai kích nhưng không thể thay đổi thành tích 6 sao của hắn hắn lui sang một bên, hắn không vui nhưng mọi người nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ và ghen ghét, đây chính là đế tộc, cho dù là một bảng chi xuất hiện tại đây cũng có thành tích 6 sao. Nếu đế tử đế nữ chân chính của phó gia tới đây, bọn họ sẽ có thành tích gì? 7 sao, không muốn chỉ ra giành mất danh tiếng. Sau đó, Chu Thừa Vận đã từng là chú đỉnh đệ nhất nhân cũng tiến lên phía trước kiểm tra, hiện tại hắn chỉ là sinh đan sơ kỳ nhưng đây không phải nơi kiểm tra chiến lực, hắn cũng có thành tích 5 sao các thiên tài bốn sao cảm thấy khổ sở xem ra nhân vật châu bò đều xuất hiện sau cùng nếu lại có vài thiên tài năm sao xuất hiện bọn họ sẽ bị đào thải tính một chút hiện tại đã có ba người năm sao một người sáu sao sa dương cũng tới đi tới mặc dù hắn là người bài danh thứ hai trong sinh đan nhưng không thể cải biến vận mệnh năm sao không có biện pháp đột phá sáu sao để tiểu tăng đi thử một chút thích vĩnh minh đi ra đế tử phật tộc đương nhiên hắn là chi nhánh của tây thiên vực mọi người mở to mắt quan sát cẩn thận đây chính là một tên đế tử cũng không yếu hơn so với phó hỏa dương thậm chí địa vị còn vượt qua phó hỏa dương ầm um, thích vĩnh minh đánh ra một kích thiên huyền thạch xuất hiện từng ngôi sao óng ánh sáu sao không năm sao ngôi sao thứ sáu thật sáng lên nhưng lấp lóe một lúc lại phai nhạt đi điều này nói rõ cái gì thích vĩnh minh không bằng phó hỏa dương đúng là buồn cười đế tử lại không bằng chi nhánh chẳng lẽ nói phật tộc kém xa phó ra hay sao không thể nói như vậy, bởi vì Phó Hỏa Dương mang theo huyết mạch đại đế Phó Gia, mà Phật tộc quá đặc thù, chỉ cần tín những Phật tổ là có thể trở thành thành viên của Phật tộc, kỳ thật đế tử không có quan hệ huyết mạch với Phật tổ. Huyết mạch là thứ không thể xem thường, Lăng Hàn tiến thêm một bước suy đoán, đó chính là Phật tử trong Đông, Nam, Tây, Bắc Bốn Đại Thiên Vực không phải là át chủ bài chân chính của Phật tộc, bởi vì các tường thiên nói qua, Phật tộc đang ở bên ngoài 33 trọng thiên. Chỗ đó không có Phật tử sao? Phật tộc truyền thừa chân chính sẽ nằm trên người Phật tử. Sau khi đánh ba kích liên tục, Thích Vĩnh Minh từ đầu đến cuối không thể vững chắc thành tích 6 sao, chỉ có thể nói là chuẩn 6 sao. Hiện tại hắn xếp ở vị trí thứ hai, so với số người còn lại, hắn đã qua ải, nhưng thứ hai làm hắn không cam lòng, bởi vậy việc này liên quan tới mặt mũi. Thân Ngọc Đường nhìn về phía Lăng Hàn, nói, ngươi lên trước, ngươi đi, Lăng Hàn nói, được, Thân Ngọc Đường cũng không có khách khí, hắn đi tới trước huyền thiên thạch và điểm ngón tay lên tảng đá. Một chỉ này không có lực lượng giống như tùy ý mà làm, cũng không có tia sáng bùng lên. Việc này làm rất nhiều người lắc đầu, tất cả mọi người dốc hết toàn lực tranh nhau biểu hiện, người lại tùy ý như thế, không sợ chọc giận đế tộc hay sao. Phốc, một kích này sinh ra bảy ngôi sao, cái gì, tất cả mọi người kinh hãi không nhỏ, việc như vậy quá kinh khủng, bảy sao, đã đuổi kịp thiên tài của đông lâm đế tộc. Không, ngôi sao thứ bảy tối lại, có người lập tức nói ra, "Đúng vậy, Thân Ngọc Đường đã kích hoạt lên bảy sao nhưng ngôi sao thứ bảy không ổn định, giống như đang do dự có phán định hắn là bảy sao hay không." Một lúc sau, ngôi sao thứ bảy tắt đi, sáu sao, nhưng cũng có thể nói là chuẩn bảy sao. Đệ nhất, mặc dù Phó Hỏa Dương cùng là sáu sao nhưng so với Thân Ngọc Đường thì hắn lại thua kém rất rõ ràng. Lập tức, mọi người nhìn về phía Thân Ngọc Đường với ánh mắt khác biệt. Gia hỏa này, tương lai có khả năng thành thánh, thời thế hiện nay Thánh nhân lớn nhất, Thân Ngọc Đường lại gãi gãi đầu, một dáng vẻ của hắn lười biếng, hắn không đánh thêm hai kích nữa, mà là chắp tay quay về. Tiểu Hữu còn hai cơ hội, lão giáo chủ nhắc nhở. Không cần, qua ải là tốt rồi, Thân Ngọc Đường nói, khốn kiếp, ra hỏa này lười biếng, hắn không muốn tranh thủ thành tích tốt hơn. Ha ha, tốt tốt, lão giáo chủ cười cười, ánh mắt hắn nhìn về phía Thân Ngọc Đường vô cùng nhu hòa, hiển nhiên hắn rất hài lòng với người trẻ tuổi này. Hiện tại lại tính một chút bốn người năm sao, một chuẩn sáu sao, một sáu sao, một chuẩn bảy sao. Đã đủ bảy danh ngạch, những thiên tài bốn sao than thở, bọn họ đắc ý nửa ngày, kết quả lại mất hết hy vọng. Đinh huynh, lên đi, thân ngọc đường đi trở về bên người Lăng Hàn, hắn từ tốn nói ra. Lăng Hàn gật đầu, hắn đi lên phía trước, đinh nhất tới, rất nhiều người nhận ra hắn, đây là siêu cấp thiên tài mà Tây Thiên vực mới quật khởi gần đây, nghe nói là chú đỉnh có thể lật tung sinh đan, châu bỏ tới mức rối tinh rối mù hắn có thể đánh ra mấy sao trước đó tất cả mọi người hy vọng người khác đánh ra số sao càng ít càng tốt để cho mình qua ải nhưng bây giờ không có chút hy vọng nào tâm tình của bọn họ biến hóa ngược lại hy vọng lang hàn đánh ra thành tích hơn năm sao cứ như vậy thiên tài năm sao nhất định sẽ bị đào thải khi đó tâm lý của bọn họ cân bằng hơn rất nhiều người xem thiên tài năm sao còn bị đào thải bọn họ cũng không oan đinh nhất cố lên ta xem trọng ngươi đừng sợ cứ việc làm lang hàn im lặng Hắn đi lên kiểm tra tiềm lực thì quan hệ gì với người khác. Hắn đi tới gần, nhấc tay phải lên, hắn suy nghĩ nhưng không có sử dụng bất cứ kỹ thuật gì, cũng không có dẫn động năng lượng tầng thứ cao, chỉ sử dụng bí lực bộc phát và phát huy ra toàn lực, sau đó đánh vào Huyền Thiên thạch. Lúc này ánh sao xuất hiện, 1 2 3 4 5 6 7 8, hóa, lúc này mọi người nhìn nhau, dáng vẻ như gặp quỷ. Mặc dù mọi người đều rất hy vọng Lăng Hàn đánh ra thành tích tốt, sau đó đảo loạn cục diện, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới Lăng Hàn lại châu bò như thế, có thể đánh ra 8 sao. 8 sao đấy, đã vượt qua thiên kiêu của Đông Lâm đế tộc. A, à, không tới 8 sao, ngôi sao thứ 8 tỏa sáng, tối rồi, tất cả mọi người hô lớn, ngôi sao thứ 8 không ổn định, nó đang lóe sáng và cuối cùng nhạt đi, trở thành 7 sao. Chương 4456, thông linh đạo quả. Cho dù thành tích 8 sao không ổn định cũng dẫn tới ồn ào không nhỏ. 7 sao, nói chính xác là chuẩn 8 sao. Vượt qua thiên tài của Đông Lâm đế tộc hay sao? Mấu chốt là, một kích của Lăng Hàn quá tùy ý, không dùng tiên thuật, cũng không có dẫn động năng lượng tầng thứ cao, tất cả mọi người rõ ràng. Một kích như thế có thể đạt tới chuẩn 8 sao, nếu hắn đánh một kích toàn lực chắc chắn sẽ ổn định ở 8 sao. Vào lúc này mọi người ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn, hoàn toàn im lặng. Sắc mặt Phó Hỏa Dương khó coi đến cực hạn, hắn là 6 sao, còn kém Lăng Hàn chuẩn 8 sao đến 2 sao, việc này cũng quá kinh khủng mang ý nghĩa chỉ cần cảnh giới hai người tương đương hắn không tiếp được một chiêu của lăng hàn đường đường đế tộc lại bị người ta đánh bại trong một chiêu phải biết người này là địch nhân của hắn mặc dù hắn hoàn toàn không đặt trong lòng nhưng hiện tại xem ra kẻ này sẽ thành họa lớn trong lòng ghê tẩm a tiểu tử này ăn thiên tài địa bảo hay sao nhưng cũng vì như thế phó hỏa dương càng muốn máu của lăng hàn dùng thứ này luyện thành vạn linh huyết đan hiệu quả sẽ tốt đến cực hạn sắc mặt thích vĩnh minh không có tốt hơn chút nào hắn ở âm phủ ý đồ cướp bóc lăng hàn kết quả lại bị lăng hàn đánh bại chật vật mà chạy bây giờ thấy tiềm lực lăng hàn hơn mình xa hắn cảm thấy khó xử cho dù là thân ngọc đường cũng kinh ngạc mặc dù hắn đã đánh giá cao lăng hàn nhưng hắn không ngờ tới tiềm lực của đối phương còn hơn xa mình nhưng tâm tính của hắn đạm bạc lười nhác tranh với người khác bởi vậy hắn chỉ cười cười mà thôi lăng hàn thì nhe răng người xem hắn vốn có ý muốn khiêm tốn cố ý không dùng tiên thuật năng lượng hủy diệt các loại chính là muốn đã có thể qua ải, lại không đến mức quá mức cao điệu. Ai ngờ, hắn đánh ra một quyền bình thường thế lại có thành tích chuẩn 8 sao. Ai, được rồi, nếu đã xảy ra, có hối hận cũng không được gì. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn quay người đi trở về. Tiểu Hữu sao không thử một chút? Lão giáo chủ hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, không được, làm người hay nên khiêm tốn một chút. Người khiêm tốn, tất cả mọi người im lặng, một kích tùy ý đã đánh ra thành tích chuẩn 8 sao, ngay cả thiên tài đông lâm đế tộc cũng bị ép xuống người còn không biết xấu hổ nói khiêm tốn khốn kiếp trang bức quá biết trang bức lão giáo chủ cũng sửng sốt một chút mặc dù cùng từ bỏ cơ hội thử nhưng thân ngọc đường là lười mà lăng hàn là trang bức quá không giống hiện tại bốn thiên tài năm sao các ngươi sàng lọc một chút phải đào thải một người lão giáo chủ nhìn về phía bốn người trúc nghi tu bọn họ đều có thành tích năm sao việc này không cần lăng hàn đi quan tâm hắn chỉ cần chờ tiến vào đông lâm đế tộc ăn tiên quả là được rồi. Tiểu hàn tử, nghe nói người hôm nay lại trang bức. Trở lại trong phòng, đại hắc cầu hỏi thăm, lăng hàn cười ha ha, hắn ném ra một đống u linh hồn tinh. Đây, cho ngươi, không biết có thể nhét đầy cái miệng chó của ngươi lại hay không, cho ta thanh tịnh một lát. Đại hắc cầu cũng biết hàng, nó cười nói, ra ngoài thì ra ngoài, còn mang lễ vật trở về, thật khách khí. Nói là khách khí, nó lại giấu u linh hồn tinh cực kỳ nghiêm mật, đồ tiến vào miệng nó sẽ không phun ra cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể đợi hai ngày đông lâm đế tộc đã chuẩn bị kỹ càng mời lăng hàn phó hỏa dương đi vào tổ địa đế tộc ai bị đào thải rồi dịch viện dung tại sao là nàng lăng hàn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất đối phương là nữ bởi vì đông lâm đế tộc tổ chức thiên kiêu hội trên danh nghĩa là chọn rể cho trì mộng hàm một nữ nhân lẫn vào làm gì chơi bách hợp cho tới bây giờ lăng hàn cũng không thèm để ý bọn họ tiến vào một cái truyền tống trận sau đó đi tới tổ địa đế tộc chân chính. Đây là một tòa tiên sơn, năng lượng thiên địa dồi dào không gì sánh được. Lăng Hàn cảm giác toàn thân dễ chịu, dường như có thể mọc cánh thành tiên. Ngoá, huyền linh sâm, đại âm hoa, thiên cơ đằng, tất cả mọi người hô lớn, nơi này quả thật là tiên cảnh nhân gian, khắp nơi đều là tiên dược chân quý, hơn nữa phẩm giai không thấp, chỉ ít cũng có cấp bậc tứ tinh, thậm chí không thiếu đại dược lục tinh và thất tinh, chúng tùy ý mọc phen đường. Đây là hang ổ của đế tộc, thật sự quá tài đại khí thô. bọn họ đi lên núi, đi tới giữa sườn núi, nơi này chứa tiên dược ra, còn có từng con thần cầm dị thú nghỉ lại. có thanh loan, có bạch hổ, có kỳ lân, đương nhiên những thứ này khẳng định có huyết mạch thần thú, bởi vì thần thú thuần huyết đã sớm diệt tuyệt vào thời viễn cổ. lang hàn nuốt nước bọt, dù không phải thần thú thuần huyết, nếu ăn cũng sẽ đại bổ. đinh huynh, ngươi chảy nước miếng. thân ngọc đường ở bên cạnh đường, hắn kinh ngạc, đây là mau bệnh gì? Lăng Hàn thở dài, đáng tiếc, có thể nhìn không thể ăn, quả thật là bi kịch nhân sinh. Đi lên phía trước, bọn họ đi vào tiểu viện trên sườn núi, hành lang nơi này tỏa ra linh khí khiếp người. "Mời ngồi, mời ngồi." Lão giáo chủ nói, nơi này có một cái bàn đá thật dài, đừng nói bảy người, cho dù 17 người cũng ngồi thoải mái. Đến bây giờ, Đông Lâm đế tộc xuất động nhân vật cao cấp nhất chính là lão giáo chủ, không có biện pháp, những thiên kiêu này chỉ là sinh đan cảnh chẳng lẽ còn muốn đế tộc xuất động tôn giả thậm chí thánh nhân tới đón tiếp bọn họ hay sao? Đế tộc mới là thế lực mạnh nhất thế gian, không cần vuốt mông ngựa kẻ nào. Bảy người ngồi xuống, lão giáo chủ vẫy tay, lúc này có người mang bảy hộp ngọc đặt trước mặt bọn họ. Đây là thông linh đạo quả tộc ta vừa mới hái. Lão giáo chủ nói, thông linh đạo quả là mẫu thủ kết trái, mỗi trăm vạn năm mới nở hoa một lần, lại trăm vạn năm kết quả, lại trăm vạn năm mới thành thục, cho dù là thánh nhân cũng không chờ được. Tất cả mọi người gật đầu, thánh nhân chỉ có thể sống trăm vạn năm, vận khí không tốt còn không tới trăm vạn năm. Công hiệu của Thông Linh Đạo Quả chính là gia tăng thể chất, hơn nữa còn có một hiệu quả ẩn giấu, đó chính là các ngươi chịu vết thương chí mạng, dược lực còn có thể phát huy một lần, cứu các ngươi một mạng. Lão giáo chủ nói, không tăng tu vi lên đã làm bảy người thất vọng, nhưng kỳ thật bảo dược chân chính đều không tăng tu vi, mà là tăng thiên phú, tiềm lực, là trải đường cho tương lai. Mà Thông Linh Đạo Quả còn có hiệu quả cứu mạng một lần việc này rất thần dị. Nhưng hiệu quả cứu mạng cũng có hạn mức cao nhất, là cấp giáo chủ. Lão giáo chủ lại nói, nếu như các người thành tựu tôn giả, dược lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn nói cho bảy người biết, mẫu thụ là cấp bậc tôn giả, cho nên hiệu quả đối với tôn giả sẽ yếu đi rất nhiều. Rất bình thường, bọn họ không phải người của đông lâm đế tộc, tại sao phải cầm trái cây mẫu thụ thánh cấp đái bọn họ. mươi 4457, Kinh Diễm cho dù là trái cây của mẫu thủ cấp tôn giả cũng đã châu bò tận trời bảy người đều mở hộp ngọc ra chỉ thấy bên trong có trái cây giống như quả lý không lớn hơi nhỏ hơn nắm đấm một chút toàn thân óng ánh giống như thủy tinh mặt ngoài đầy hoa văn có một loại đạo vận khó nói thành lời bao quát phó hỏa dương thích vĩnh minh đám người đều bắt đầu ăn bảo quả như thế sau khi hái xuống trôi qua một giây sẽ sói mòn một ít lực lượng cho nên ăn càng nhanh càng tốt lang hàn không ăn đầu tiên mặc dù hắn là ăn hàng Hắn lại không thèm thuồng hắn không ngừng quan sát thông linh đạo quả, bởi vì hắn phát hiện hắn hứng thú với hoa văn phía trên. Trên thực tế, hắn biết mình thiên phú rất cao, tiền quả cấp bậc tôn giả chưa hẳn tăng lên bao nhiêu. Hắn xem trọng chính là tác dụng bảo mạng của thông linh đạo quả. Hắn lại sinh ra cảm mộ với hoa văn trên đạo quả. Người khác đều đã ăn xong, lăng hàn lại nói với lão giáo chủ. Tiền bối, không biết vãn bối có tư cách quan sát gốc mẫu thủ kia không? a à, người muốn xem mẫu thủ làm gì? Lão giáo chủ không nghĩ tới Lăng Hàn lại đưa ra yêu cầu này, hắn ngạc nhiên, mặc dù mẫu thụ là thiên hạ trí bảo, nhưng quá trình nở hoa kết trái dài rằng dặc hiện tại đã hái bảo quả xuống, người đi xem thì thế nào. Cho dù tặng mẫu thụ cho ngươi, ngươi cũng không sống tới lần tiếp theo trái cây chín. Tốt, ta thay đại văn thụy bá bá đáp ứng ngươi. Một giọng nữ tử vang lên, lúc này có một mỹ nữ dáng người tuyệt đẹp đi tới. Tại sao có người có dáng người hoàn mỹ như vậy? nàng mặc cung trang rộng rãi nhưng không thể che hết dáng người thướt tha mềm mại của nàng. Đáng tiếc trên mặt nàng mang sa mỏng che khuất dung mạo. Chỉ mộng hàm, nghe giọng nói này, Lăng Hàn lại có cảm giác quen thuộc, đây không phải là đế nữ của Đông Lâm đế tộc hay sao? Lão giáo chủ sướng sờ, sau đó gật đầu, nếu mộng hàm đã đáp ứng, lão phu không tiện làm nàng mất mặt, đi thôi. Cảm ơn tiền bối, Lăng Hàn chào hắn, sau đó lại gật đầu với chỉ mộng hàm, lúc này hắn mới ăn tiên quả, hắn chính là ăn hàng, cắn hai ba miếng đã ăn hết tiên quả, dẫn tới phó hỏa dương, thích vĩnh minh ném ánh mắt khinh thường, người thật không có tố chất, không có chút hình tượng nào. Nữ tử che mặt này chính là chỉ mộng hàm, mọi người lộ ra vẻ mặt say mê, cho dù là thích vĩnh minh cũng không ngoại lệ. Mặc dù chỉ mộng hàm không lộ dung mạo nhưng dáng người quá mê người, dáng người tốt như thế, nàng chắc chắn là mỹ nữ tuyệt sắc, dù sao nàng từng bị người ta nhìn thấy, xinh đẹp kinh diễm không gì sánh được, đứng hàng thứ ba tuyệt sắc bảng. Phó Hỏa Dương rất có tính công kích, lập tức cười nói. Tại hạ Phó Hỏa Dương, không biết có vinh hạnh nhìn thấy dung mạo của công chúa hay không. Nếu như hắn có thể lấy được đế nữ đông lâm đế tộc, chẳng những có thể đạt được đế thuật trì ra, cho dù là Phó Gia cũng nhìn hắn với ánh mắt khác, từ đó cho hắn học đế thuật. Cho nên, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Chỉ mộng hàm cười nhạt một tiếng, muốn xem dung mạo của ta, đơn giản, đánh thắng ta là được, công chúa điện hạ mặc dù có chút mạo phạm, nhưng tại hạ muốn lĩnh giao ngươi một hai. Phó Hỏa Dương đứng lên, hắn chắp tay với Chỉ Mộng Hàm. Chỉ Mộng Hàm đạp không bay lên, lên trời đánh một trận. Khoan đã, Lăng Hàn lau miệng, sau đó hắn cười nói với Chỉ Mộng Hàm. Công chúa, giao người này cho ta được không? Hả, Chỉ Mộng Hàm do dự, sau đó nàng gật đầu. Được, nàng lại đáp xuống đất. Phó Hỏa Dương tức nổ phổi, ta thật vất vả dùng danh nghĩa luận bàn giành được cơ hội giao lưu với Chỉ Mộng Hàm người xen vào làm gì? Phó Hỏa Dương, người ỷ vào tu vi cao hơn ta một đại cảnh giới, bắt nạt thực lực của ta không bằng ngươi, còn phái con chó con mèo tới truy sát ta. Lăng Hàn lắc đầu, nói, hôm nay, chúng ta nên tính nợ với nhau đi. Hắn vô cùng tiếc nuối không thể gặp được đối phương tại âm phủ, nếu không với hồn thể của hắn và năng lượng hủy diệt khủng bố, giết Phó Hỏa Dương dễ như trở bàn tay. Ở chỗ này, cho dù chiến lực của hắn nghiền ép Phó Hỏa Dương, Đông lâm đế tộc chưa chắc cho phép mình giết tộc nhân của đế tộc khác, bằng không hai đại đế tộc có thể sinh ra mâu thuẫn, đó là sự kiện to lớn. Nếu không giết được đối phương sẽ không tọa nguyện, cho dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy ác tâm. Quả thật có hiệu lực, sắc mặt của Phó Hỏa Dương hiện tại đen như đáy nồi. Người vội vã chịu chết như vậy sao? Phó Hỏa Dương lạnh lùng nói, hắn vốn không có ý định buông tha lăng hàn, nhưng hắn cũng biết, ở đế tộc không có khả năng giết người, chẳng lẽ đông lâm đế tộc không muốn mặt mũi? lăng hàn nhoẻn miệng cười đến hắn dẫn đầu bay lên nhập không chân đạp hư không đây là sinh đan cảnh đặc thù năng lực phó hỏa dương cũng bước lên trời hắn biệt khuất không gì sánh được lăng hàn chỉ là sinh đan sơ kỳ hắn nhìn ra được tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hắn chính là sinh đan hậu kỳ thắng lăng hàn là chuyện đương nhiên cho nên lại không thể giết chết lăng hàn hắn đánh trận này thì có chỗ tốt gì nhưng không đánh sẽ làm hắn càng khó chịu người thật to gan lớn mật Phó Hỏa Dương hét lớn một tiếng, hắn xuất quyền tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn cũng vùng quyền tấn công. Phó Hỏa Dương, vứt đi thân phận đế tộc, người còn có cái gì? Bành, hai người đấu, Phó Hỏa Dương bộc phát chiến lực thập tứ trọng thiên, hắn đánh Lăng Hàn bay ra ngoài. Hiện tại chiến lực nguyên thủy của Lăng Hàn đạt tới cửu trọng thiên, mặc dù một kích này đánh hắn bay đi nhưng hỗn độn tiên đan trong cơ thể lại chấn động nhẹ nhàng hóa giải tất cả lực lượng. Sau khi bị đánh bay mấy trăm trượng, Lăng Hàn ngừng lại, hắn đứng chắp tay, lông tóc không thương tổn. Việc này, đám người đều kinh hãi, mặc dù trong bọn họ không thiếu siêu cấp thiên tài chiến lực vượt qua nhị thập trọng thiên, tùy tiện một người đứng ra cũng mạnh hơn Phó Hỏa Dương cùng Lăng Hàn, nhưng Phó Hỏa Dương giao thủ với Lăng Hàn, bọn họ đã suy đoán ra chiến lược đại khái của hai người này. Một là thập tứ trọng thiên, một là cửu trọng thiên, nhiều nhất là thập trọng thiên, tranh lệch ít nhất bốn tầng chiến lực nhưng chỉ bị đánh bay. Đúng vậy, Lăng Hàn bị đánh bay chứ không bị tổn thương, chuyện này chỉ có thể nói là ngang tay. Biến thái, cái gì gọi là chiến lược cao, ta mạnh hơn người mới là chiến lược cao, nhưng bây giờ người chiến lược cao nhưng không thể chiếm thượng phong, chuyện này không hợp thói thường. Đúng là kẻ biến thái, có người thì thào tự nói, lời này được mọi người cộng minh, thậm chí ngay cả lão giáo chủ cũng nhìn sang, sau đó nhìn chìm mộng hàm một chút, hắn hiểu vì sao Minh Châu trong gia tộc lại để mắt tới Lăng Hàn. Quá kinh diễm, chương 4458, chiến phó Hỏa Dương. Sắc mặt phó Hỏa Dương biến thành khó coi, hắn không phải không biết Lăng Hàn yêu nghiệt, lúc ấy Lăng Hàn vẫn chỉ là chú đỉnh cảnh cũng chỉ phun máu khi thừa nhận một kích của hắn, chỉ số biến thái tăng mạnh. Nhưng khi đó chỉ ít hắn có thể đả thương Lăng Hàn, có thể gây ra uy hiếp cho đối phương, hiện tại thế nào? Một kích này lại không làm gì được Lăng Hàn, hắn làm sao tiếp nhận sự thật này? Đáng chết, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó tiếp tục lao tới chém giết Lăng Hàn, lần này hắn bộc phát đế thuật và đánh ra một kích tất cả phù văn bao phủ bầu trời giống như có thể chấn áp tất cả chiến lực, thập ngũ trọng thiên lang hàn hừ một tiếng hỗn độn tiên đan phát động và phóng xuất ra khí tức hồng hoang chiến lực của phó hỏa dương giảm xuống ba trọng thiên phó hỏa dương cảm thấy kinh hãi mất đi ba trọng thiên đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi hắn ngạc nhiên không nhỏ lang hàn tấn công hắn phát động đồ thần thuật tấn công phó hỏa dương oanh hai người lại đánh ngang tay Tất cả mọi người ngạc nhiên, bọn họ cũng sợ hãi không nhỏ. Mẹ nó, đây thật là người sao? Sinh đan sơ kỳ đấu sinh đan hậu kỳ, hơn nữa còn là đế tộc như Phó Hỏa Dương, thiên tài có tiềm lực cao tới 6 sao, thế mà vẫn đánh ngang tay. Trời ơi, đây là chuẩn 8 sao. Phó Hỏa Dương không thể tiếp nhận được, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn lại xuất quyền ngăn cản hắn tấn công. Bành, 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 hai người tiếp tục đấu nhau. Hiện tại Phó Hỏa Dương không chiếm ưu thế về mặt chiến lực, đối kháng cấp bậc đế thuật, lực phản chấn mỗi một kích đều làm khí huyết của hắn sôi trào. Lăng Hàn thì trái lại, hỗn độn tiên đan thay thế tác dụng của tiên đỉnh duy nhất, có thể hóa giải toàn bộ lực lượng dưới lục trọng thiên, hắn không có việc gì. Phó Hỏa Dương chịu được mấy chiêu, hơn nữa, hắn có thể liên tục vận dụng đế thuật. Mấy lần mà thôi, chiến lực của hắn sẽ rơi xuống thập nhất trọng thiên, không thể không đổi dùng thánh thuật, nhưng Lăng Hàn vận chuyển đồ thần thuật thời gian lâu hơn nhiều, hắn chiếm ưu thế một trọng chiến lực, hơn nữa còn không sợ lực phản chấn. kể từ đó ưu thế của lăng hàn sẽ mở rộng ra rất nhiều. đạt tới độ cao của bọn họ, kém một tầng chiến lực sẽ như thế nào? âm âm âm, phó hỏa dương bị đè lên đánh, chẳng những vô cùng chật vật, hơn nữa còn mang thương thế, hình tượng bị hủy. a, à, phó hỏa dương gầm lên giận dữ, hai mắt của hắn biến thành đỏ thẫm. hắn không thể thừa nhận sỉ nhục như thế, nhưng hắn là đế tộc, hắn làm sao có thể thua một kẻ phàm tục? nếu việc này truyền đi chẳng những hắn mất hết mặt mũi, thậm chí còn có thể bị người cùng tộc khinh thường, về sau không ngẩng đầu lên được. Người thật sự muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, oanh, trên người tỏa ra khí thế đáng sợ, thân thể hắn bành trướng nhanh chóng và hóa thành một cự nhân kim thân cao 50 trượng. Hắn thiêu đốt đế huyết, từ đó chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Xoát, hắn vung tay tấn công, lang hàn vung quyền ngăn cản nhưng không thể địch nổi, lang hàn bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời xuất hiện một đám mây hình nấm rất lớn. Lăng Hàn cảm thấy bị lực lượng khổng lồ tập kích, hắn xúc động muốn thổ huyết. Sau khi phó hỏa dương biến lớn, chiến lực của hắn tăng thêm 10 trọng thiên, nói cách khác, hiện tại phó hỏa dương mạnh hơn Lăng Hàn 9 trọng thiên, lực lượng đã vượt qua hạn mức hóa giải cao nhất của hỗn độn tiên đan. May mà Lăng Hàn phát hiện không ổn nên sớm mở màn sáng tinh thần, cho dù như thế, hắn vẫn bị đánh chật vật không chịu nổi. Tranh lệch chiến lực quá xa, đám người vây xem cũng giật mình không nhỏ. Sau khi phó hỏa dương thiêu đốt đế huyết, chiến lực của hắn đạt tới nhị thập tứ trọng thiên. Nhưng ninh Nhất chỉ có thập nhị trọng thiên, T, tranh lệch 12 tầng, trọi cứng chỉ bị một ít vết thương nhỏ. Trời ơi, đây là quái thai gì thế? Mọi người đứng cách quá xa nên không có phát hiện phó hỏa dương chịu hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn ảnh hưởng, kỳ thật chiến lực đã rất xuống ba trọng thiên. Cho dù bọn họ biết cũng sợ hãi không nhỏ, bởi vì chênh lệch 9 tầng chiến lực. Đây là nghiền ép tuyệt đối, một kích như vậy, mặc kệ người có là thiên tài tuyệt diễm, trọi cứng chính diện cũng phải chết nhưng Lăng Hàn lại không chết, hắn chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, đây là chuyện khó tin cỡ nào. Lão giáo chủ cũng khiếp sợ, hắn đã sống cực lâu, hắn thường xuyên nhìn thấy thiên tài, còn có thiên tài yêu nghiệt, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn có thể rất xác định nói một câu, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong các thiên tài yêu nghiệt. Chỉ mộng hàm cũng mở rộng tầm mắt, chính chỉ mộng hàm cũng không ngờ Lăng Hàn yêu nghiệt như thế, đôi mắt nàng lóe sáng, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy biểu lộ trên mặt của nàng. Phó Hỏa Dương ngẩn ra, không nghĩ tới chín trọng thiên áp chế vẫn không làm gì được Lăng Hàn. Chín trọng thiên không đủ, vậy thì 10 trọng thiên, hắn giết tới đây, lực lượng sôi trào, lại vận chuyển đế thuật lần nữa. Trước đó thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng sau khi thiêu đốt đế huyết, cơ năng thân thể của hắn chẳng những khôi phục đến lúc đỉnh phong, hơn nữa còn vượt xa, tự nhiên có thể tiếp tục thi triển đế thuật. Lần này, chiến lực của Phó Hỏa Dương đạt đến nhị thập nhị trọng thiên, nghiền ép Lăng Hàn 10 trọng thiên. Lăng Hàn bình tĩnh tỉnh táo, hắn mở nhãn thuật ra và bắt giữ sơ hở và điểm yếu trong công kích của Phó Hỏa Dương, nắm đấm mang theo năng lượng hủy diệt. Linh hồn lớn mạnh cho nên những gì liên quan đến niệm lực cũng mạnh hơn. Sát khí xung kích chính là một trong số đó, Lăng Hàn dùng ý niệm thúc dục sát khí xung kích đánh vào thức hải của Phó Hỏa Dương, sát khí hóa thành người tí hon màu đen đánh loạn trong thức hải của Phó Hỏa Dương. Người tí hon mang theo năng lực phá hoại linh hồn rất mạnh, nó một đường tàn phá bừa bãi, phó hỏa dương cảm giác đầu đau đớn rất lớn công kích hắn đang thi triển lại đánh không chính xác a à, lăng hàn không nghĩ tới linh hồn mạnh lên sát khí công kích lại có thể lợi hại như thế nghĩ lại cũng phải cường độ hồn lực của hắn đã bước vào hóa linh cảnh trên lý luận đã vượt xa sinh đan cảnh nếu không lợi thì thì làm sao nói qua lăng hàn thừa cơ giết tới hắn vung quyền tấn công Bành, thân thể khổng lồ của phó hỏa dương bị đánh bay ra xa hắn như ngọn núi vàng bị đánh bay đi rất xa dù sao hắn cũng thiêu đốt đế huyết, cho dù chiến lực hay sức khôi phục đều mạnh đến mức không đỡ nổi, sau khi người tí hon biến mất, hắn khôi phục lại và ổn định thân thể. Hắn nhìn lăng hàn, trong mắt bắn ra lửa, với hắn mà nói, việc này quá tổn thương tự tôn, chiến lực nghiền ép 10 trọng thiên nhưng không thể miểu sát lăng hàn, ngược lại bị đối phương phản kích đắc thủ. Mất mặt, mất mặt gia tộc, chương 4459, Đại yêu nghiệt. Đối với phó hỏa dương mà nói, hắn chỉ thẹn quá hóa giận đối với những người khác chẳng khác gì trời sập phó hỏa dương hiện tại mạnh bao nhiêu trong lòng mỗi người đều có nắm chắc chiến lược đạt tới nhị thập ngũ trọng thiên mà lăng hàn thì sao chỉ là sinh đan sơ kỳ hắn lại không thể thiêu đốt đế huyết cho nên chiến lược của hắn chỉ khoảng thập trọng thiên đương nhiên chỉ điểm này đã đủ dọa bọn họ sợ hãi bởi vì cho dù là phật tử như thích vĩnh minh thời điểm ở sinh đan sơ kỳ cũng chỉ đạt tới bát trọng thiên so sánh với lăng hàn hắn kém hơn không phải chỉ một ít càng khủng bố hơn là, hiện tại Lăng Hàn đấu với Phó Hỏa Dương chiến lực nhị thập ngũ trọng thiên, thế mà còn chiếm thượng phong. Trời ơi, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình, ngay cả lão giáo chủ chuẩn bị tiến lên ngăn cản cũng sợ hãi, hắn thu hồi bước chân. Bọn họ nhìn thấy kỳ tích, trời ạ, à, tại sao lại có quái thai như thế? Cho dù là đại đế lúc trẻ có chiến lực như thế không? Mọi người nhìn nhau, đều lắc đầu, chiến lực như thế quá nghịch thiên, làm sao có thể tồn tại trên thế gian? Lão giáo chủ lại nhìn chỉ mộng hàm một chút, hắn hiểu ra, Minh Châu nhà mình đã dự kiến trước, đã sớm kết tình hữu nghị với Lăng Hàn, xem ra rể hiền này không thể thoát khỏi tay chỉ ra. Quá diệu, quá diệu, có lẽ, chỉ ra bọn họ lại xuất hiện đại đế, nếu không được cũng có thể là thánh nhân vô cùng cường đại, đồng thời cũng có thể quét ngang thiên hạ. Đại đế không xuất thế, ai dám tranh phong, đương nhiên Phó Hỏa Dương nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, hắn siết chặt nắm đấm, nội tâm đang nhỏ máu. Lần này hắn đứng ra chính là muốn kết tình nghĩa với chỉ Mộng Hàm, không nghĩ tới bị Lăng Hàn quấy rối, hắn biến thành tên hề mất mặt xấu hổ. Chiến lực mạnh hơn 10 trọng thiên, hắn lại không đánh thắng Lăng Hàn, hắn làm sao chịu nổi? Ai đặt hắn vào mắt, đáng chết, đáng chết, hai mắt hắn đỏ thấm, hắn tiếp tục thiêu đốt đế huyết và bảo hộ tâm thần, sau đó lại tấn công Lăng Hàn. Ông, Lăng Hàn đánh ra sát khí xung kích, nhưng lần này phó hỏa dương có phòng bị toàn diện người tí hon chưa tấn công thức hải của đối phương đã bị đế huyết thiêu đốt không còn. Không có biện pháp, đây chính là đế huyết, cấp độ của nó quá cao. Ha ha ha, phát hiện đế huyết có hiệu quả, phó hỏa dương cười to, hắn thả người lao tới tấn công lăng hàn. Với thể tích hơn 50 mét của hắn, đôi tay của hắn nện xuống chẳng khác gì ngọn núi nhỏ. Lăng hàn cao mày, sát khí xung kích không có hiệu quả. Hắn phát động chỉ xích thiên nhai tiến hành trốn tránh, lúc này liều mạng với phó hỏa dương chính là chủ ý ngu xuẩn ha ha, người có thể thiêu đốt đế huyết trong bao lâu. Phó hỏa dương niên cuồng tấn công, nhưng lăng hàn mở nhãn thuật ra, hắn có thể nhìn ra sơ hở của đối phương, lại thêm chỉ xích thiên nhai cũng không yếu, cho nên hắn không cần lo lắng đối phương đánh chúng. Dầm dầm dầm, từ tình huống hiện tại, hắn chiếm hết thượng phong, đánh lăng hàn chỉ có thể tránh né, nhưng trên thực tế hắn không thể làm lăng hàn bị thương, chỉ có thể uổng công phí sức. Hắn dần dần sinh lo lắng, lại tiếp tục như thế, chờ đế huyết thiêu đốt xong, hắn có thể làm cái gì bây giờ đến lúc đó sẽ như lúc trước hắn bị lang hàn đánh đập không hắn phát cuồng thế công càng nhanh đế thuật thánh thuật hắn không ngừng thi triển các loại công kích cường đại nhưng lang hàn không đối mặt với hắn hắn không ngừng bay vòng vo trên bầu trời người công kích mạnh hơn nữa không đánh chúng thì làm được gì ha ha tốt rồi tốt rồi người trẻ tuổi không nên tức giận lớn như thế có chừng có mực là được rồi lão giáo chủ cười nói hai tay hắn hóa thành bàn tay che trời, phân ra bắt lấy Lăng Hàn cùng Phó Hỏa Dương, từ đó ổn định cục diện. Lăng Hàn cùng Phó Hỏa Dương không tiếp tục động thủ, cường giả cấp 6 chủ đã xuất thủ, bọn họ đánh nhau tiếp là không cho người ta mặt mũi. Lăng Hàn không quan tâm, lần này hắn không có tổn thất gì, mà Phó Hỏa Dương thì sao? Thiêu đốt đế huyết, sau khi thiêu đốt đế huyết, đối phương cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, cụ thể cần bao nhiêu thời gian phải xem độ tinh khiết của huyết mạch quyết định giống như người có huyết mạch mỏng manh, cả đời nhiều lắm chỉ khôi phục hai ba lần mà thôi. Cho nên, phó hỏa dương lần này bộc phát, lần tiếp theo bộc phát cần thời gian trăm năm, một ngàn năm sau. Phó hỏa dương cũng biết điểm này nên sắc mặt của hắn âm trầm như nước, khó coi đến cực hạn, hắn không còn mặt mũi nào đi gặp chỉ mộng hàm. Mộng hàm tiên tử, tại hạ muốn thỉnh giáo một chút. Trúc Nghi Tu đứng lên, hắn ôm quyền nói với chỉ mộng hàm. Tiềm lực của hắn thật sự không cao như phó hỏa dương, chiến lực cùng dai kém xa lăng hàn, nhưng hiện tại không phải so tiềm lực và chiến lực. Hắn là sinh đan viên mãn, chiến lực cao tới nhị thập tứ trọng thiên, tự nhiên có tư cách đánh một trận. Chỉ mộng hàm đạp không bay lên, váy trắng bồng bình như tiên nhân. Mời, hai người đều là bay lên không, sau đó khai chiến. Trúc Nhi Tu ngay từ đầu còn rất khắc chế, nhưng sau khi đánh mấy chiêu thì không thể không dùng toàn lực ứng phó. Chỉ mộng hàm quá mạnh, mặc dù mỗi một chiêu không có hỏa khí, biến ảo khôn lường nhưng lại làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn không dám bảo lưu, chỉ có thể dùng toàn lực. Cho dù như thế, hắn vẫn không thể làm gì, hắn mạnh, chiến lực của trì mộng hàm cũng tăng lên theo, từ đầu tới cuối vẫn duy trì áp bách to lớn lên hắn. Sau khi đánh khoảng trăm chiêu, Trúc Nghi Tu chủ động nhận thua. Không nhận thua không được, hắn lại không ngốc, hắn nhìn ra được, kỳ thật trì mộng hàm còn dư lực, hơn nữa người ta chính là đế tộc, có thể thiêu đốt đế huyết, còn có rất nhiều năng lực áp đáy hòm. Cho nên, thừa dịp hiện tại chỉ lâm vào hạ phong, đàng hoàng nhận thua, khi đó còn đỡ khó xử. Nhìn thấy Trúc Nghi Tu nhận thua, Sa Dương, Chu Thừa Vận đều lắc đầu, Sa Dương không mạnh hơn Trúc Nghi Tu bao nhiêu, mà Chu Thừa Vận có tu vi quá thấp, chiến lực không đến thập trọng thiên, còn đánh thế nào. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Thích Vĩnh Minh và Thân Ngọc Đường. Thích Vĩnh Minh vượt lên trước, cười nói, mời mộng hàm tiên tử chỉ giáo, mời, chỉ mộng hàm vẫn phiêu giật như cũ. Hai người bay lên không và giao thủ, Thích Vĩnh Minh có thành tích chuẩn 6 sao, chiến lực cùng giai của hắn vượt qua trúc nghi tu, mà hắn lại là sinh đan viên mãn, chiến lực đạt tới nhị thập lục trọng thiên. Đừng nhìn chỉ cao hơn hai trọng thiên, việc này đã đủ quyết định thắng bại. Nhưng chỉ mộng hàm gặp mạnh càng mạnh, song trưởng oanh kích nhẹ nhàng, nhưng mỗi một trưởng đánh ra mang theo uy thế to lớn, thích vĩnh minh khó tiếp được. Sau khi đánh hơn trăm chiêu, thích vĩnh minh cũng không thể không nhận thua. Hắn không có đế huyết để thiêu đốt, cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng nhận thua. Tất cả mọi người tin tưởng, chìm mộng hàm chính là thiên tài bảy sao của đông lâm đế tộc